người đi ngủ hết thì sao, ít người nghe. Chào Linh Bùi nhá. Bán hoa gì đấy em ơi, anh ấy vào đây vẫn là trên bộ áo của bán Giang nhá. Em có cái tật là hay lì lì ấy, tại mọi người hỏi nhiều quá em vẫn chưa chuyển thể loại nhá. Tức là mấy nay mọi người nhận hàng nhiều ấy, mọi người nhận kia, nhưng mọi người cứ bảo alo em ơi, anh nhận được kia rồi, kia đẹp lắm, nhưng mà em phải đảm bảo chuẩn giống ấm cổ cho anh nhá. Thế là em nghĩ ra bảo là em sẽ chia sẻ hàng cây to cho cả nhà, để cho cả nhà có thể sưu tầm, mọi người kiểm bông luôn. Lúc đấy là mọi người sẽ không phải phân vân nữa. Đó, không cái gì bằng thực tế đúng không anh? Anh chia sẻ cho em với anh Đoàn. Linh Bùi ơi, chia sẻ cho chị với, sao anh ngủ muộn thế, nay trực à? Mai đi chơi tiếp không? Các chị đang rủ đi kìa. Lại đang có một đoàn rủ đi Hương Yên kìa. Mai có phải làm không em? Cả nhà chia sẻ cho em với nhỉ. Em chào Thu Phương nhé, Thu Phương chưa ngủ à em, ngủ muộn thế. Đi thôi à, ok luôn nhỉ, có đi không? Nếu đi thì tầm trưa chị em mình đi, tại sáng mai chị vẫn phải có việc ấy. Cả nhà chia sẻ cho em với nhé. Hôm nay em sẽ quyết định tách những cái giò to hẳn để chia sẻ cho cả nhà, để mọi người về có thể kiếm bông được luôn. Đây là mọi người nhìn thân lá của ấm cổ bán Giang này, thân này. Trời ơi, nó xanh như kiểu thân dây sạch ấy. Nhìn này, chứ khác là thân Phú Thọ luôn. Đây mọi người nhìn này, chả khác gì Phú Thọ luôn, cổ lá cũng mở như thế, đường sọc gân cũng như thế, không khác gì thân Phú Thọ luôn. Đó, vẫn sớm mà chị, thế à, chị còn chả nhớ là mấy giờ, chị cứ thấy lên được là chị lên à. Thân này mới chốt xong 10:30 thì Phương. Đó, ví dụ như bạn này chẳng hạn nhá. Mọi người nhìn này. Đó, mọi người nhìn thân lá của nó này, không khác gì thân Phú Thọ luôn, cực kỳ là đẹp và khỏe luôn nhá. Bạn này đang bắt đầu lên mầm gốc này mọi người này. Mọi người nhìn này, bắt đầu mầm gốc xương, nhưng mùa này là cái mùa mà cây thắt ngọn lên mầm gốc, đồng thời mọi người sẽ kiểm được hoa như được giống. Nhìn chung là mùa này thì mọi người tha hồ mua cây. Với cái giống phi điệp này, mùa này là mọi người mua cây rất thoải mái nhá. Kể cả mọi người về mọi người bận mình không kịp ghép, thì chỉ cần là treo cây rồi là giữ ẩm cho cây là ok rồi. Đó, không để cho cây bị tóp thân là được rồi. Đó, còn tương lai là những cái lá này nó sẽ rụng hết đi rồi đồng thời ra hoa cho mọi người. Ví dụ như thân này chẳng hạn nhá. Thân này chẳng hạn dài trên 50cm này. Đó, một thân phi điệp ấm của bán Giang dài trên 50cm này. Mọi người nhìn thấy có đẹp không ạ? Đó, cái này về thì mọi người thấy thì mầm gốc nó lên rồi này. Mầm gốc bắt đầu nhú rồi này. Em chào anh Đỗ Huy nhá. Ví dụ bạn này chẳng hạn em chỉ chia sẻ với giá là 550k. Đó, một giá trị ân cực kỳ cho cả nhà sưu tầm, bằng giá kia luôn. Em chào anh Nguyễn Hữu Trọng nhé, bằng giá kia luôn cho cả nhà sưu tầm, đồng thời mọi người nhân giống kiểu bông luôn. Đây ạ, bạn này ạ, 550k cho bạn này đầu like. Ai chốt để lại cho em chốt 550 vào số điện thoại nha, cực kỳ là yêu thương cho cả nhà sưu tầm. Đó, 550k cho bạn này, dài trên 50cm rồi. Đây mọi người nhìn đây. Đó, nếu như mà tình hình này mà cách đây 2 tháng hay nói mọi người đấy ạ, nhân với 35.000 cm thì không biết bạn này bao nhiêu tiền đó. Nhưng bây giờ thì em chia sẻ với giá cực kỳ yêu thương. Còn riêng về giống ấy thì mọi người yên tâm là nó chuẩn hay không thì nhìn thân lá đã biết rồi. Đó, riêng cái dòng giống Vân Giang mọi người nhìn này, thân Vân Giang này, và nó có cái loại thân Vân Giang bao giờ nhìn lá nó có hơi vặn vặn như này, thân có sọc như này, cổ lá mở như này, rất chi là rõ nét để cho mọi người phân biệt về thân Vân Giang. Em chào anh Phong Lan, Phong Thanh Thủy nha, anh ơi chia sẻ cho em với nhá. Đây ạ, bạn này em chia sẻ với giá là 550k. Ai chốt để lại cho em chốt 550 vào số điện thoại ạ. Chốt 550k vào số điện thoại. Em chào anh Nam Trần nhé. Đây ạ, cực kỳ là yêu thương lên cho cả nhà sưu tầm. 550k cho bạn này. Ai chốt để lại cho em chốt 550 vào số điện thoại ạ. Chốt 550k vào số điện thoại cho các bạn siêu yêu siêu đẹp đấy nhỉ. Ai sẽ là người mở hàng cho em đấy ạ. Nam Trần mở hàng cho chị bạn này đi. Ồ hố. Rồi. Thôi cái này phải nhắc luôn các mọi người về, mọi người lại kêu đi. Cái này có đang lên hai mầm gốc không mọi người nhìn này, hai mầm gốc chứ phải là một nhá. Một này, hai mầm luôn nhá. Đó, hai mầm luôn nhá. Đó, em chào anh Quang Huy nhá. Đấy ạ, bạn này ạ, một bạn ám cổ bán Giang dài trên 50cm rồi, em chỉ chia sẻ với giá là 550k. Ai chốt để lại cho em chốt 550 vào số điện thoại ạ. Chốt 550k vào số điện thoại cho hai bạn này. Đó, ai chốt để lại cho em chốt 550 vào số điện thoại ạ. Cực kỳ là siêu yêu cho cả nhà sưu tầm nhá. Đây ạ, có ai chốt thân này không ạ? Thân này có ai chốt không ạ? Đây mọi người nhìn nhá, trên 50cm rồi. Đó, ai chốt mở hàng cho em bạn này đi, chốt 550k vào số điện thoại. Chốt 550k vào số điện thoại. Đây ạ. Em chào anh Hoa Lam Trần nhé. Đây ạ, chốt 550k vào số điện thoại cho bạn này, cực kỳ là siêu đẹp luôn. Đó, mọi người ai chốt để lại cho em chốt 550 vào số điện thoại nhé. Và mở hàng đầu like em sẽ có quà tặng là một key nhỏ cho cả nhà tặng người thân nhé. Đây, như thế này đi.
nếu như đơn hàng này mà không chốt được thì quá là phí luôn đó. Đây ạ, tôi như vậy thì sẽ không được mất. Duy nhất nha, duy nhất nha mọi người nha, duy nhất nha, duy nhất đơn hàng đầu tiên này, duy nhất đơn hàng đầu tiên em sẽ tặng cho mọi người một kim. Đây ạ, một tặng cho mọi người quá là rẻ luôn chị Nga Nguyễn ạ. Đây là đơn hàng đầu em bán cực kỳ là rẻ luôn cho cả nhà sưu tầm nhé. Đây nhé mọi người nhá, đây ạ, bạn này dài 55 cm, à hơn 50 cm, chỉ được 55 đâu, em bán với giá 550, và ai mở hàng cho em sẽ tặng một kim này cho mọi người về tặng người thân nhá. Bạn này dài trên 10 cm rồi đó, tặng một kim em của Văn Giang này cho cả nhà đó, hai bạn của Văn Giang này 550k, tặng một kim này khi đầu like cho cả nhà sưu tầm nhé. Đây ạ, ai chốt để lại cho em chốt 550 số điện thoại, không ai chốt đơn hàng chỉ đếm này, 10 số đếm ngược, ai chốt thì em sẽ để lại chứ không em bỏ qua đơn này này. Em chào anh Vượng Đỗ, anh Vượng Đỗ chốt đơn này đi, cực kỳ lợi luôn nhé, vì có quà tặng kèm theo này. Quà tặng kèm theo như mọi người thấy một kia này thì em bán tới 180-200 một kia rồi đó. Và các bạn này chẳng hạn dài năm hơn 50 cm rồi em chỉ bán có 550, mọi người đừng nghĩ là vì em bán thì rẻ thế mọi người phân vân sợ hàng giả nhá, vì cái hàng này thì mọi người nhìn là biết rồi, với thực ra là em rất nhiều giống như cho cả nhà sưu tập đó. Ok chị ạ, có ai chốt đơn này không ạ? Rồi không ai chốt đơn này em bỏ qua nhé, đếm ngược như là 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, không ai chốt đơn này em bỏ qua vì đơn này quá rẻ mà không chốt là rất chỉ là phí luôn đó. Tiếp tục ạ, hai kia em cổ Văn Giang tiếp theo nhé mọi người nhé, hai kia em cổ Văn Giang này, đây là kia tự nhiên thân mọi người nhìn rẽ của nó này đó, hai kia này nhá, hai kia này cực kỳ là siêu đẹp cho cả nhà sưu tầm. Hai kia này, hai kia này em chia sẻ với giá là vừa coi như bán một kia tặng một kia nhá, 250k. Ai chốt lại chấm chốt 250 số điện thoại, hai kia em cổ Văn Giang này, riêng dòng giống Văn Giang mọi người nhìn là biết luôn nhá đó, 250k, ai chốt lại chấm chốt 250 số điện thoại, bán một kia tặng một kia, đầu like, quyết định mở hàng bằng cách là tặng hàng đó. Ai chốt lại ngoại 250k, chốt 250k đó, 250k cho đây này. Ai chốt lại chấm chốt 250 số điện thoại, qua chốt đơn này không ạ? Cũng là những đơn rất rẻ nha mọi người nhé, chốt 250k vào số điện thoại cho đơn hàng này. Ai chốt lại chấm chốt 250 vào số điện thoại, thực ra là rất nhiều kỳ đẹp mọi người vẫn phân vân đúng không ạ? Em bán cực kỳ là rẻ rồi đó, nên là mọi người nếu mà về giá thì mọi người cứ yên tâm mà chốt ạ. Còn đâu là về cây thì mọi người không phải lo, cây thì mọi người nhìn là biết chuẩn hay không rồi đó. Bằng kinh nghiệm lâu năm mọi người chơi hàng, mọi người nhìn thấy rồi, hoặc là các bác ở trên đây những người nào mà chưa biết về dòng giống này chẳng hạn ấy, thì có những người biết rồi, mọi người sẽ chỉ cho mọi người thấy đây là thật hay giả, không bao giờ mọi người sợ là bị mà mua sai cây nhé. Đây ạ, riêng cái giống Văn Giang mọi người không cần sợ mua sai cây với cái cây như thế này. Đây ạ, mặt bông của bạn ở đây nhé mọi người nhé. Hoàng Trọng Khương ơi, Hoàng Trọng Khương, đây là khi ám cổ Văn Giang nhé, ám cổ Văn Giang nhé, Hương Yên này, mọi người nhìn mặt bông đi ạ, đó, bông cực kỳ là sáng đẹp luôn nhé, bông sáng đẹp, mũi hồng này, bông sáng đẹp mũi hồng, em bán cực kỳ là yêu thương, bán một ki to tặng một ki nhỏ nhé, đó, cái hai ki đó thì chia sẻ với giá là 250k thôi. Ai chốt để lại chăm chốt 250 vào số điện thoại. Và hôm nay sẽ dành cho những người em sẽ bán tri ân những thân to để cho cả nhà sưu tầm mọi người kiểm bông luôn, để biết được là cây chuẩn hay không chuẩn nha mọi người nhá. Đây ạ, đây ạ, mặt bông cực kỳ là yêu thương luôn nha. Hai kia này em chỉ chia sẻ với giá là 250k, tức là giá của một kia này mà tặng cho mọi người một kia này. Đó, 250k là như có giá một kia lớn thôi. Đó, chào cả nhà, chào chàng khờ chờ em nhá. Đây là bạn em chia sẻ với giá là 250k, ai chốt để chăm chốt 250 vào số điện thoại, quá yêu thương luôn ạ. Đó, cả nhà chia sẻ đồng thời mọi người xin, cho em xin một bước giá đi ạ. À, chị quên, cho em xin một bát mở hàng đi. Đó, thực ra em bán cực kỳ là yêu thương cho cả nhà sưu tầm đấy ạ. À, bạn này ạ, 250k cho bạn này, ai chốt để chăm chốt 250 vào số điện thoại. Đó, ai sẽ là người mở hàng cho em đây này ạ, mặt bông của bạn đây nhá, cực kỳ là yêu thương luôn. Em chào anh Nguyễn Tiến Dũng nhé, anh Nguyễn Tiến Dũng ơi, một đơn hàng đầu like cực kỳ là rẻ, không phải giả giá, anh Đỗ Văn Hùng nhé, thực ra là không cần phải giả giá cho những đơn hàng này em bán, anh quan sát em bán trên like, đồng thời trên các sàn đấu thì anh biết được cái giá, hoặc là không cần quan sát được của em mà anh quan sát ở những sàn khác, rồi là những shop bán hoa khác thì anh thấy rằng gì đó, cây thì cực kỳ là đẹp. Hoàng Trọng Khương 250k nhé, 250k tức là chị đã tặng một bạn này rồi này. Đó, cây thì cực kỳ là đẹp, hàng thì chuẩn, đó, giá thì cực kỳ yêu thương nhá. Nên là mọi người không phải lo rằng là em bán rẻ hay bán, mọi người không cần phải lo giả giá nữa, vì em bán cực kỳ là rẻ rồi. Mọi người chỉ việc chốt thì ạ, và cho em địa chỉ và số điện thoại em sẽ ship tới cho mọi người nhá. Đây ạ, đây ạ, coi như bán một bạn này này và tặng một bạn này rồi, giá của bạn này đây, dụ đây, chẳng hạn như thế ạ.
Đó. Nếu hàng trọng khương ok thì là 250k chị sẽ bao ship để mở hàng nhé. Đó, hàng trọng khương ok thì sẽ là như thế nhé. Còn anh Đỗ Văn Hùng ấy 150 thì không thể được ạ. Đó, tức là mở hàng như kiểu đầu xuôi đuôi lọt ấy. Đó, hàng trọng khương ok cho em xin số điện thoại nhé, 250k bao ship cho nhé. Thì cũng như là 200 em trả thôi, nhưng mà không thích giảm giá, mà mình thích mình giữ luôn con số mình đưa ra ấy, mình bao ship để mình chi ân ấy. Ok chị Hoàng Trọng Khương. Đó. Ok chị ạ. Hoàng Trọng Khương ok để cho mình xin số điện thoại nhé. Chắc mình nghĩ là ok rồi, 200 với 250k bao ship như nhau, nhưng mình vẫn muốn giữ nguyên cái con số đó. Ok nhé. Lại nói bao ship hôm nay con phải nhớ đơn hàng chốt 1,1 triệu em bao ship cho anh sao vẫn thu ship bình thường. Ok chị, ok em nhé. Cho chị xin số điện thoại nhé. Khổ lắm, đôi lúc em hơi lẫn, ví dụ trên live hôm nay em có bảo em bao ship ai xong mà em quên nhưng mà em vẫn thu ship ấy, thì cả nhà cứ báo lại em, em đọc lại thẻ hoặc là em báo lại nhé. Ok Hoàng Trọng Khương nhé. Đôi lúc em hơi lẫn lẫn một chút nên cả nhà cũng thông cảm cho em. Mai sao là những người mà em nhầm, mọi người cũng dễ tính ấy, người cũng bảo em ơi rõ ràng em bảo bao ship cho anh nhưng mà sao hôm nay người ta thu cả ship ấy. Đấy. Nhìn chung là đôi lúc nó cứ hơi không nhớ. Hoàng Trọng Khương ơi, cho chị xin địa chỉ luôn nhé. Chị live muộn như này là em cho chị địa chỉ luôn để chị lên đơn ấy, để đêm đỡ phải gọi điện ấy. Nha. 035797. Cảm ơn Hoàng Trọng Khương đã mở bát nha. Rồi ok em nhé. Cho chị xin địa chỉ luôn nhá. Cực kỳ là đẹp mà. Thực ra là giá của nó chỉ bằng một cây này thôi. Đó. Em gửi địa chỉ luôn nhá. Ok em gửi địa chỉ luôn cho chị để chị lên đơn luôn nhá. Chỉ khi nào mà mọi người chốt mỏi tay mà chị không có thời gian lên đơn ấy, lúc đấy chụp màn hình lại. Còn như bây giờ là bạn có thời gian lên đơn này. Đó. Bạn tiếp theo em chia sẻ đây ạ. Bạn tiếp theo em chia sẻ cũng tiếp tục là một cây nhá. Bạn này dài 20cm này. Một cây em cổ văn giang cực kỳ là đẹp mọi người nhìn này. Cây thì cực kỳ là lực và khỏe luôn, mọi người yên tâm nhé. Và đây là hiện tượng xuống lá thôi chứ không có gì cả nha mọi người nhé. Cây nó thắt ngọn rồi này. Không có mọi người lại bảo sao cây của anh đâu không ngọn. Em chào anh Nguyễn Thái Kỳ nhé. Đây ạ, bạn này ạ. Bạn này nhá, bạn này dài 20cm rồi, chia sẻ cũng lại 250k bao ship cho cả nhà. 250k bao ship cho đơn hàng tiếp theo. Ai chốt để lại chăm chốt 250 vào số điện thoại. Đây là những đơn hàng đầu la bán cực rẻ. Em chào anh Nguyễn Đi Tuấn nhé, 250k bao ship. Ai chốt để lại. Như mọi người thấy này, có những cái kia này chẳng hạn nhé, như trước em bán thường thường 300-350. Đó, nhưng hôm nay là cuối tuần em chi ân nhé. Ok. Ok em nhé, chị lên đơn luôn. Đấy ạ, bạn này, bạn em chia sẻ với giá 250 lại bao ship tiếp. Ai chốt để lại chăm chốt 250k vào số điện thoại. Chốt 250k vào số điện thoại nhé. Đấy, chốt 250k vào số điện thoại. Chào Văn Hà Kiều nhé. Văn Hà Kiều hôm nay chia sẻ những kia rất rẻ này. Văn Hà Kiều có sưu tầm không? Đó, chốt 250k vào số điện thoại nhé. Chốt 250 vào số điện thoại ạ. Đó, bạn này, bạn đang chia sẻ với giá là 250k. Ai chốt để lại chăm chốt 250k vào số điện thoại nhé. Đấy, chốt 250k vào số điện thoại cho bạn này, bao ship luôn. Hoặc là 200 mọi người chịu ship. Rồi, ok. Đây ạ, bạn này ạ. Em chào anh Ki Vũ nha. Rồi ok, bạn này chắc có thể mọi người chưa hợp nhãn, mọi người chưa muốn chốt đúng không? Những bạn Ki nhỏ để tím tặng chi ân thì cũng được. Đây 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 đây. Bây giờ chia sẻ cho mọi người một Ki này đi ạ mọi người ạ. Một Ki này dài trên 50cm này, đang lên, đang nhú này. Một mầm gốc này. Cho bé hộ em cái. Hai mầm gốc này. Ám cổ văn giang thân lá, đâu có vậy. Chuẩn 100% anh Hoài Nam nhé. Riêng ám cổ văn giang thì anh thấy rồi. Những giò to kể cả như thế chẳng hạn như bạn này chẳng hạn ạ. Cái này thì em khẳng định với anh luôn, em khẳng định và khẳng định 100%. Anh ơi cho bé cho nhau ấm này. Anh Tuấn ơi. Đây ạ. Anh Hoài Nam nhé, riêng về giống hôm này thì anh cứ yên tâm nhé. Em bán hàng thì mọi người thẩm kê mọi người rõ rồi. Ám ra cổ văn cung giang mọi người thấy là gì nhỉ? Đầu tiên nó sẽ nhìn nó giống khúc khác gì thân mít luôn. Đó, và cái lá của nó mọi người thấy bạn này đồng thời thân của nó sẽ anh Tuấn ơi cho bé hộ em đi. Anh Tuấn ơi. Đây ạ, bạn này ạ.
Đây là bạn này nha mọi người nhá. Bạn này dài trên 50 cm, chia sẻ với giá là 550k. Ai chốt để lại cho em chốt 510k vào số điện thoại. Em có hàng này đã có hoa rồi, thân lá này không phải áng cổ Văn Giang. Hoài Nam yên tâm nhá, riêng hàng này thì em khẳng định 100% cho anh, không phải thân lá này, không phải áng cổ Văn Giang nhá. Hàng kia đem ra cho mọi người xem này. Em rất chi là không thích mọi người khi mọi người vào này, ví dụ mọi người nhìn thấy này, riêng thân Văn Giang thì mọi người quan sát rất nhiều rồi, và em cũng là người chuyên về Văn Giang đấy ạ. Văn Giang các mùa luôn nha anh Hoài Nam nhá. Đó, kể cả một cái rễ lớn như này chẳng hạn, mùa này có thể thất ngọn, anh chỉ còn nhìn thấy một vài thân lá thì anh cảm giác như thế này. Đó, nên mọi người cứ yên tâm, không phải sợ hoang mang về một tin như thế này chẳng hạn nhé. Và mọi người mua nhiều thì mọi người biết rồi đấy ạ. Đấy, thân Văn Giang thì quá là ok nhé. Đó, anh Hoàng Trọng Khương nhé. Không, em thì em không ngại về vấn đề này ạ. Tại vì thân lá này, đó, không thể, đây mọi người nhìn nhá, nhìn một phát là biết thân Văn Giang luôn. Và em bán hàng hàng năm, hàng ngày, và mọi người biết về em hay bán Văn Giang rồi, nên em không bao giờ ngại vấn đề là cây chuẩn hay không chuẩn nha anh nhé. Đó, cây Văn Giang thì em khẳng định đây luôn rồi đây ạ. Ví dụ như cả rè mọi người nhìn thấy này, riêng cái giống Văn Giang mọi người nhìn đâu cũng là giống Văn Giang, và mặt bông cũng vậy. Dạ vâng, em cảm ơn anh Lộc Trần nhé. Thực ra là em bán Văn Giang suốt ngày, và như thế mọi người nhìn thấy, sở dĩ vì sao em nói là bông này là một bông ám thị phi, nhưng em vẫn theo đuổi nó, bởi vì em thích nó. Em thích nó vì sao? Vì nó là một bông mà đẹp cả về thân lá và hoa luôn. Đó, như thân lá thì mọi người thấy, ví dụ như cái dòng giò Văn Giang chẳng hạn, giò kia đây chẳng hạn, em cũng cho mọi người quan sát luôn, bản lá của nó không khác gì mít luôn. Đó, bản lá của nó mọi người nhìn không khác gì mít luôn. Đó, và cái thân lá em tìm hiểu của nó từ lúc khi cho tới lúc nó lớn chẳng hạn nhé. Có những khi Văn Giang mà mọi người thấy, ví dụ phải là nó ăn nắng nhiều ấy, nhìn nó mập rụt còn không khác gì kỳ nù cơ. Đó, nhưng mà thân lá của Văn Giang thì mọi người thấy, bao giờ quan sát về cái lá này, về độ bạch của thân này, về độ bẻ của lá này, đồng thời về hoa cũng thế, mọi người sẽ quan sát ở hai cái cánh đây ạ. Ví dụ như đây chẳng hạn nha, hoa Văn Giang cũng thế, kể cả những bông mà tím hoặc là bông ám mọi người cũng đều nhận thấy luôn. Ví dụ những bông này là bông ám trắng đấy, ám độ sáng của nó cao, bao giờ hai vai cánh của nó hơi nhăn, mũi hồng này. Đó, nhưng ví dụ hãy em bảo mọi người rồi, bông ám này là bông ám thị phi. Đúng rồi, lá nó hơi vặn, đúng rồi anh Đỗ Văn Hùng ạ, lá nó hơi vặn, chính xác. Cái này thì em, nhưng đây em bảo là bông ám thị phi, nhưng em vẫn theo đuổi nó, bởi vì em thích nó. Cơ bản là gì, nó đẹp cả về thân lá và hoa luôn. Ví dụ như bông này chẳng hạn, nó nở tại Hà Nội, mọi người nhìn thấy độ tím của nó rất nhiều, nhưng cái bản chất của nó, hai vai cánh ngăn, nhăn này, đó, mũi hồng này, vẫn y chang, khuôn bông y chang. Đó, cái bông Văn Giang này đúng là một bông thị phi. Và có người, ví dụ thể là anh Sơn Cầm ở nhóm của nhóm Phi Điệp Tím, anh cũng gọi đây là phi điệp gà bay. Bởi vì sao? Vì bông của nó bay màu. Bay màu, ví dụ thể là ở chỗ nơi này thì ám, có khi còn ám khói hẳn hoi, nhưng có nơi nó bị tím. Ví dụ như đây, cùng cái thân năm ngoái em chia sẻ tại nhà em thì nó nở như thế này, nó sáng như thế này. Đây là một bông này, trên một thân này, cũng một bông đấy, cũng cùng cái thân đấy, nhưng nó nở tại đây, ở một cái giò khác cũng tách ra đây. Đấy, thì nó như thế này, chào Hoàn Tình Không Buôn nhé. Mũi của nó lại trắng đẹp hơn. Chào em nhé, gái xinh à. Ok, cảm ơn Hoàn Tình Không Buôn nhé. Nhưng một bác ở Hà Nội thì nó lại như thế này. Chào chim cúc cu nhé. Đây, bác ấy thắc mắc là sao nó tím nhiều thế em. Đó, nhưng mà nhìn khuôn bông và nhìn thân lá thì rất ok. Đúng rồi, lan đẹp thế này không mua thì mua cái gì. Thực ra là cái giống Văn Giang này nó rất chi là dễ sưu tầm. À, nó dễ chơi, nó đẹp cả về thân lá và hoa, đồng thời nó rất chi là khỏe luôn. Ví dụ như mọi người chẳng hạn nhé, mọi người mua một thân như này chẳng hạn. Đây, ví dụ một thân như này chẳng hạn. Hoa em giống vậy, đúng rồi em ơi, đây này, một thân như thế này chẳng hạn này, một thân như thế này chẳng hạn, đúng rồi, hoa như thế đấy Hoài Nam ạ. Hoa của nó thì khuôn bông nhìn đâu cũng ra luôn. Em chào Nam Phạm nhỉ, một thân như thế này chẳng hạn nhé. Năm nay mọi người nhìn thấy đấy, vật vật quanh vật quanh này vậy ấy. Em ấy không phải đâu, vì do chế độ ăn nắng em ạ. Ví dụ hay là em chào Vũ Vũ nhé, ví dụ hay là cây em để nắng quá nhiều ấy chẳng hạn, thì em sẽ đạt được thân lá đẹp. Thân lá của nó làm nó sẽ tròn, đồng thời là lá của nó sẽ tròn rất mít và bản thân của nó rất to. Như cái lô trước chị, như cái lô trước mà chị để ở vườn trên ấy, cái vườn mà ăn nắng nhiều ấy, thì cây không khác gì nổ rụt luôn, mà chị bán hết lô cái lô kia trước, kia năm 2 ấy. Còn cái này chẳng hạn này, thì cái này chị để ở vườn ánh sáng ít. Chủ yếu là gì, với những cái vườn này chẳng hạn thì để chị đưa những bông ra sáng. Ví dụ mình cho những cây mà ăn nắng ít ấy, thì là thực ra là nó sẽ được những bông sáng đẹp hơn. Còn những cái cây mà mình để ở những vườn nắng to ấy, thì là mình sẽ được thân lá to đẹp hơn. Đấy, tức là bây giờ mình phải chấp nhận, mình chọn hướng nào thì tùy vào hướng của người chơi. Còn yên tâm là giống tiêu chuẩn 100% như Hoài Nam nhé. Đấy, mọi người nhìn nhé, đây ví dụ như một cây này chẳng hạn này, hiện tại giờ nó có hai mầm gốc này. Đó, mọi người sẽ có hai mầm gốc, đồng thời mọi người sẽ kiểm được kỳ, và đồng thời cái loại này thì nó lên giống quá là nhanh luôn. Mọi người sẽ cái gì nhỉ, mọi người sẽ nhân được kỳ, mỗi mắt gần như là lên kỳ đầy đủ. Và có những cái như này là có những mắt hoa ra hoa rồi chẳng hạn nhé, mà em để lãng quên ở trên vườn nó lại lên kỳ. Cái giống này nó siêu khỏe ở cái điểm đấy, nên là mọi người cứ yên tâm sưu tầm. Đó, ví dụ bạn này,
Em xin lỗi vì nói hơi nhiều nhưng mà tại vì thực ra là em muốn giải thích rõ cho mọi người để mọi người yên tâm mua ấy. Kể cả khi mọi người mua hàng, mọi người không yên tâm thì em cũng không thích chút hàng. Mình sao mình mua mình thật thoải mái, ví dụ hay là như em chẳng hạn thế, em đi mua quần áo vậy, cái gì em thích thì thích. Em phải mua, nhưng mua về phải dùng được cơ, chứ mua về mà không dùng được thì em không thích. Ví dụ người ta cứ bảo đẹp, mà người ta cứ bảo đẹp để cho em mua, nhưng em mua về em không dùng thì chắc chắn em sẽ không mua rồi, em sẽ không thích rồi. Mua làm sao phải thoải mái nhất để cho mình có niềm đam mê mình thích nhất, mình về mình chăm được đồng thời mình thích. Đó, chứ còn không phải là mình mua mà mình cứ phân vân, ôi liệu nó có thật hay không, ôi liệu mình chăm cái này liệu có hết hơi hay là có phí công hay không, là mình không nên. Mình mua mình cảm thấy tin tưởng người bán này, đồng thời là mình thích cái dòng giống đó thì mình sưu tầm. Đấy là quan điểm rõ ràng của em. Còn ví dụ hay là có những anh ấy chẳng hạn anh mua chốc cây xong rồi cho anh bảo chứ, nhưng mà bây giờ nhỡ mà anh về chăm cây nó không được ám thì sao, mà cái này thì em không thể đảm bảo chắc chắn cho anh được vì đây là do chế độ ăn nắng ấy. Anh Đỗ Văn Hùng em ở Ninh Bình nhá, mai chị gửi cho em luôn nhé. Ok Hoàng Trọng Khương nhá, mai chị gửi luôn nhá. Đấy là do chế độ ăn nắng ấy. Nếu như mà bây giờ bác phân vân vậy thì thực ra là bác có thể hủy đơn, thì mọi người tùy, mọi người thích trải nghiệm được, nhưng mà nếu mà mọi người phân vân quá ấy, mọi người sợ là mình không chăm được ấy, thì cũng không sao. Đấy, em rất dễ tính trong cái chuyện bán hàng, làm sao cho thoải mái nhất, cũng như mình thôi, ai cũng như mình thôi, mình đi mua hàng làm sao mình cảm thấy thoải mái nhất, đúng không mọi người? Đây ạ, bạn này ạ, bạn này nhá, thôi can cái tội em nói nhiều, em chỉ chia sẻ bạn này với giá là 500k, đúng không? Em chia sẻ 550k nhưng can tội nói nhiều ạ. Đây ạ, 500k cho bạn này, ai chốt để lại chấm chốt 500 một số điện thoại nhá, dài trên 50cm rồi. À bạn này là bạn đã bán rồi, không phải bạn này, xin lỗi mọi người, bạn này bạn dài hơn này cơ. Đây bạn này dài hơn cơ, quên, bạn to khỏe này cơ, hai màng gốc này cơ. Đó, hai màng gốc này mọi người này. Đó, hai màng gốc nhá. Mọi người nhìn này, đang nhú này, hai màng gốc luôn này. Đây, một mầm này, hai mầm này. Đó, ám văn ra nhà em lá nó có màu vàng chanh. Ok, lá màu vàng chanh, có thể em nhìn trên live thôi, nhiều cái kiểu lắm em ạ, nhá. Ok em, thực ra là cái ám văn gian em còn phải trải nghiệm còn nhiều về cả thân lá và hoa nó biến đổi. Thực ra là nó đặc điểm chung của nó như thế, nhưng mà ví dụ tùy điều kiện ánh sáng hoặc là nắng ấy, thì nó có nhiều cái hay lắm để trải nghiệm. Chị thích cái bông này, về cơ bản là chị thích cái giống này, nó vừa khỏe và vừa có rất nhiều điều để mình trải nghiệm. Đó, Hoài Nam nhé, thử chăng. Đây là bạn này nhé, bạn này chị chia sẻ. Can tội em nói nhiều, em phạt em hạ giá xuống 50k nữa là còn 500. Ai chắc để em chốt 500 vào số điện thoại ạ. Chốt 500k vào số điện thoại nha. Chốt 500k vào số điện thoại cho bạn này ạ. Dài trên 50cm rồi. Ai chốt lại trên chốt 500 một số điện thoại ạ. Đó, cai chốt bạn này không ạ? Hôm nay quyết định chia sẻ những thân dài cho mọi người về kiểm bông luôn. Đây ạ, 500k vào số điện thoại cho bạn này. Cai chốt bạn này không ạ? 500k vào số điện thoại cho bạn này, dài trên 50cm nhé. Có thể em ngồi mọi người cứ không nhìn rõ độ dài của cây. Đấy. Phạt tội nói nhiều, chốt 300k giao lưu, không chốt được 300k anh ơi. Em hãy tự phạt em 50k là còn 500 đây anh Vũ Vũ. Nhá. Em tự phạt em trước rồi mà. Anh nha, thôi anh ủng hộ em đi, phạt tội nói nhiều. Xong ủng hộ thương con bé nó phải nói nhiều quá. Bây giờ anh phải là thôi thương con bé nói nhiều, chốt cho nó 500k nhá anh nhá. Ok không anh Vũ Vũ? Con bé ngồi nói suốt nãy giờ chứ. Anh nhờ, ok không anh? 500k cho bạn này, anh chốt. Để lại cho em xin số điện thoại, anh mở hàng tiếp theo cho em đi. Mở hàng phát 2 đi. Phát 1, phát 2, phát 3. Một tối mở hàng chụp phát anh nhá. Đây bạn này nhá. Ok của anh Vũ. Ok nhá anh Vũ nhá. Được chưa anh? 500k vào số điện thoại cho bạn này. Quyết định là vậy nhá anh Vũ Vũ nhá. Được không anh? Anh Vũ Vũ đâu rồi? Ai sẽ là người chốt ủng hộ cho em đơn hàng này ạ? À? Cái đơn hàng mà chị vừa phạt do bị nói nhiều ấy ạ? À? Đấy ạ? À? Có anh bảo làm sao? Game đi em! Mà tin ơi, cái tội em ngại tổ chức game lắm luôn. Có một mình em mà làm game nó cứ lúng qua lúng cuống, ngại làm á. Thôi mọi người cứ như em bán hàng thỉnh thoảng sẽ có những buổi chơi em tặng, không phải tặng một người đâu, không phải là chơi game mà tặng một người mà em tặng ai em tặng luôn đấy, có những lúc như thế. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn đi, coi như là game luôn nhé, em tặng cho ai chốt đơn này một ki bán ra để cho mọi người về tặng người thân đi. Đó, nhiều lúc nó cứ như hâm hâm vậy đấy mọi người ạ. Quyết như vậy đi. Đây em tặng cho các bác một ki này nữa đi, một ki bán ra nha mọi người nha. Đây ạ, ki này cũng là ki thất ngọn này mọi người này. Đó, một ki bán ra này mọi người nhìn thân này, chàng khác gì Phú Thọ luôn. Ok chưa? Đấy, ai chốt đơn này thì được tặng kèm thêm một ki này nha. Đó, 500k được tặng thêm một ki. Ôi trời ơi, cái ki này mọi người thường thường thấy em hay bán ấy, 180-200 một ki như này đúng không ạ? Mọi người hay thấy em lên sàn này. Đó, 500k cho đơn này. Như vậy là cái này chỉ còn có 300 rồi. Anh cũng ok không ạ?
đấy ạ, 500k đơn này, ai trước để lại chấm chốt 500 vào số điện thoại ạ. Chốt 500k vào số điện thoại, ok không, anh mật thư gửi tin đi Vũ Vũ. Quá là yêu thương luôn. Phạt cái tội đẹp mà nói nhiều nên còn có 400k. Đẹp mà nói nhiều thì được thêm tiền cho anh Linh Bùi. Anh Linh Bùi, đúng rồi, anh Linh Bùi chốt cho em đi. Anh Linh Bùi mở hàng cho sốt sốt anh Linh Bùi ơi. Riêng anh Linh Bùi được yên tâm nhé. Mọi người đang thắc mắc làm sao không comment được bài của em nhỉ? Hay là máy của em nó lại giảm tương tác kiểu gì mọi người không vào được. Em chào anh Huy Hoàng nhé, anh Linh Bùi chốt tại anh Linh Bùi nhá. Được quà tặng nữa mà anh Linh Bùi. Em tặng cho anh thêm một key nữa. Để anh về tặng ai đó. Chốt bao ship Nam Định. Chim cu cu cu, ok. Đấy anh Linh Bùi muốn chốt em chốt cho chim cu rồi. Nhà tên chim cu là muốn chốt luôn rồi. Ơ, lại bao ship vào anh. Lại bao ship nó không có quà tặng nữa không cơ. Chốt em đeo kính. Ok, anh Linh Bùi chờ tách anh thân khác nhá. Tại vì em đây anh chim cúc cu anh chốt trước này. Anh Linh Bùi chờ em xíu xíu nhỉ. Ok, anh Linh Bùi chờ em xíu. Em chốt chị thôi. Chốt chị à? Chốt chị có nuôi được không? Chốt chị tiền cước lại còn cao đấy chị. Nặng chết người đi được. Anh Linh Bùi chờ em chút nha, em tách anh cái đơn tiếp nhỉ. 0941502068. Rồi, anh ơi cho em xin địa chỉ luôn nhé anh chim cu nhé. Ừ, ok anh chim cu nhá. Nam Định là đóng hơn bên dưới em đấy. Láng giềng. Trời ơi, rẻ ngất ngây này. Anh Linh Bùi chờ em chút nha, em tách bắt đầu tách cho anh đây. Năm nay hôm nay quyết định mổ giò đấy. Nó ra một cầm kéo rồi mà lại đâu à? Mọi người hôm nay được chốt nhá, hôm nay quyết định bán rẻ bằng giá phi cho cả nhà. Mọi người vừa kiếm được bông mà lại vừa chơi được thân to mà. Em nói mọi người phi. Có những ngày chốt em anh nuôi luôn nhé. Ok anh nhá. Nhớ là anh không được trả lại nơi sản xuất đâu đấy. Em mà theo xong anh lại về bảo là 3 ngày anh lại bảo trả lại nơi sản xuất là chết em. Đó. Chuẩn luôn bác anh Hoàng. Đây nha anh Linh Bùi ơi. Ok này chỉ cần to quá, lại quá. Anh Linh Bùi ơi, bạn này nha anh Linh Bùi nhá. Ok cho anh Linh Bùi. Đơn này của anh Linh Bùi nhá. Anh Linh Bùi ơi, bạn này nha anh Linh Bùi nhá. Cũng xem như thế nha anh nhá. Rồi, cho anh Linh Bùi tím nhắn tin cho anh Linh Bùi nhá. Phan Đình Dũng tập thể cảnh đường Trần Nhân Tông, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định. Ok anh nhá. Rồi, cảm ơn anh Cúc Cu nhá. Rồi. Rồi, đơn tiếp theo chắc cho anh Linh Bùi nhá. Đấy, chi ok luôn, tức là trả lại đơn sản xuất luôn đúng không anh? Chưa chốt đã trả lại đơn sản xuất thế này. Tiếp theo lại lên tiếp theo nhé mọi người nhé, hôm nay quyết tâm xả tung ở nhà luôn. Đây ạ, tiếp theo một bạn này nhé mọi người nhé. Cái gì đó em, vậy quà tặng đâu mầm gốc lên chưa? Anh yên tâm nhé, tí em sẽ nhắn tin cho anh nhá. Mầm gốc để em coi. Nhìn chung mùa này thì mầm gốc chả lên trước rồi lên sau, trước sau thì cũng lên anh ạ. Đó. Đang nhú rồi anh ơi. Cái này cũng đang nhú mầm gốc rồi anh ạ. Đây ạ. Mùa này nó thế mà. Đó. Anh yên tâm nhá. Quà tặng thì anh sẽ có quà tặng nhá. Riêng anh vừa thì cũng phải lo nhá. Nhưng bây giờ không nói nữa, có ai cũng đòi quà tặng em là em đổ nợ ngay. Cho anh đổ địa chỉ mai lên đón ạ. Ok anh em ở Ninh Bình nhá. À, anh Ti thêm Ti ơi, bạn này là bạn kia ám cổ Văn Giang nhá. Ám cổ Văn Giang anh này. Ám cổ Văn Giang cái giống điệp mà em với em nó là ám thị phi thì em vẫn thích nó. Em thích nó thì em bán nó. Thì em chia sẻ cho mọi người ạ. Bạn này cũng dài trên 50cm rồi ạ. Đó, bạn này em chia sẻ này mọi người nhìn này, thân này quá là phê luôn này. Đó. Thân này mọi người về kiểm hoa nhân giống ngay lập tức như mọi người nhá. Kiểm hoa này. Không phải lo là con bé bán sai nhá, chỉ có vài tháng nữa là mọi người biết hoa luôn rồi.
Địa chỉ của nhà em là Phạm Thị Nhung, xóm 2, Khánh Hạ, Yên Khánh, Ninh Bình ạ. Đến tận em mời mọi người đến nhà em luôn này, chỉ cần 2 tháng nữa là mọi người biết sai đúng luôn này. À quên, mọi người sang ra Tết chứ quên. Sorry cả nhà. Ok anh nhá, anh cứ yên tâm nha anh Linh Bùi nhá. Em chờ anh Phong Lan Trần Trần nhá. Đây ạ, anh tí thêm tí nhá, mặt bông của bạn đây nhá. Mặt bông ấm của bạn Giang đây ạ. Mặt bông ấm của bạn Giang nhá. Ok anh Linh Bùi nhá, đây mặt bông ấm của bạn Giang đây. Đó, mặt bông thì quá là phê luôn nhá. Cái dòng này vừa sai bông để vừa thơm rồi. Đó, vừa sai bông vừa thơm nhá. Cực kỳ là yêu thương luôn này. Bông thì sai tới 3/4 cánh hoa, cần hoa luôn ấy. Đồng thời rất chi là thơm. Em chào hoa sinh nữ nhá. Đó. Dạ gần anh ơi. Đây là bạn này hôm nay em chia sẻ. Ví dụ như bạn này chẳng hạn nhá. Giá nó nhỏ trong đêm mọi người cũng đừng giá nó nhỏ trong đêm nhá. Mọi người đừng bảo là em bán rẻ có ngày mai nó bị sập sàn. Mọi người nhìn bản lá của nó không khác gì mít luôn này. Đó, không khác gì mít luôn. Đấy. Đấy nhá mọi người nhá. Bạn này em chia sẻ với giá là 580k. Ai chốt để lại chăm chốt 580 một số điện thoại. Đây mọi người nhìn đây. Quá là phê tít tò mò luôn nhá, 580k. Bản lá không khác gì mít, thân thì quá là đẹp luôn. 580k cho bạn này. Anh tí thêm tí có chốt giao lưu đơn này cho em họa bông gì, bông hoa gì nữa. Tí ơi, hôm à quên hoa trinh nữa ơi, hôm nay chị vẫn bán năm cổ bán ra nhá, tại vì chị chia sẻ kỳ mọi người cứ bảo là kỳ thì bao giờ biết được cắm hoa. Nên hôm nay quyết định chia sẻ thân to luôn cho cả nhà sưu tầm. Kiếm cái sổ số xem nào chị ơi. Sổ số thì để mai chị chia sẻ cho em một số cái sổ số, chị sẽ cắt cho em một số kỳ sổ số nhá. Hàng siêu sổ số luôn nhá. Ok không hoa trinh nữ? Thích hoa sổ số hả? Chị có những giò hoa sổ số mà chị mua tới chỉ cả chục triệu luôn ấy. Thì chị chào hoa trinh nữ mà. Gọi là chị chào hoa trinh nữ là đúng rồi. Đây. Đây ạ, bạn này anh tí thêm tí có lấy em bán giao lưu cho anh 580k đồng thời sẽ bao ship cho anh này. Đó, sẽ bao ship cho anh vì đơn lần đầu tiên anh mua hàng của em này. Ok chưa anh? Đó, thì đơn này coi chỉ còn 500k. Đây ạ. Bạn này nhá, bạn này ạ. Ám của bán Giang, mọi người sẽ không bao giờ thấy là mọi người sẽ sưu tầm được giống ám này mà rẻ như thế này đâu ạ. Những cái giống này chẳng hạn mọi người thấy thì chỉ cần 30cm thôi, mọi người sưu tầm thấy giá là 7-800 đến 1 triệu rồi. Đó, như mọi người đã bảo là đến với em là mọi người thấy này, rẻ, đẹp và yên tâm là chuẩn giống 100% nhé. Khi nào mà chẳng hoa được. Đúng rồi, nhanh tay lên cả nhà ơi, anh Huy Hoàng nói đúng đấy ạ, không nhanh tay, hôm nay chỉ chốt đúng đêm nay những đơn hàng rẻ này thôi. Và chia sẻ thân to cho cả nhà sưu tầm thôi, chứ mọi người thấy đấy. Cái hàng này đâu có mấy khi mà mọi người chia sẻ trên cái kiểu giá rẻ bất thình lình gì đâu. Đấy ạ, đơn này có anh tí thêm tí với chốt không ạ? Bạn này ạ, bạn này em chia sẻ với giá là 580 và sẽ bao ship cho anh. Ok chị ạ, quá là đẹp và quá là to nhá, khỏe luôn. Đó, hay là anh Huy Hoàng chốt ủng hộ cho em một đơn đi, 580k cho bạn này. Đó, 580k cho bạn này được bao ship luôn. Hoặc là 550k mọi người chịu ship cho em. Đấy, đây ạ. Chiên ạ. Khi nằm ồ chưa thất ngọn đưa đây em nuôi cho có hoa thân giải 40 lan đẹp mua đi các bác ơi. Không phải là đẹp mà là rất đẹp nhỉ, Hoàng Trọng Khương nhỉ, vừa đẹp vừa rẻ nè, đẹp cả về hoa, đẹp cả về giá luôn nữa. Đó, đẹp cả về cây giống luôn. Đúng rồi, thực ra là đấy em cứ bảo em sẽ chia sẻ cho mọi người một cách kích hoa để mọi người kiểm hoa luôn, kể cả kỳ cũng kích được. Kích hoa đầu ngọn mà nè mọi người đi. Có bán nợ không chị? Ok em nhé. Ai cũng muốn mua hàng em, thế mà em có bán ở đâu từ đấy ra em mới ngồi mới cứ chốt được mấy đơn thì muốn hàng 4 đơn. Đó. Anh Phong Lan Trần ủng hộ em một đơn cho thành con số 5 đi nhá. Lại mở hàng lần 5 ạ. Đây ạ. Được không anh? Đây ạ, bạn này ai chốt cho em đi ạ. Nay em hết sàng rồi, ok em, chốt không chị gửi nào. Quá là yêu thương luôn. Đây ạ, bạn này em chia sẻ với giá là 550k. Ai chốt để chăm chốt 500, đấy, từ 580 một lúc sợ đọc 550 em chuyên môn nhầm. Mọi người ta đi nhầm lên, em đi nhầm xuống này. Đó, ai chốt bạn này cho em nhỉ? Làm ngày được 350k mà chiều nay bị phạt 2 triệu, buồn không muốn chết, sao lại bị phạt thế? Bạn đi xe vượt tốc độ à? Sao chán vậy? Đó, bạn này ai chốt cho em, bạn 550k. Chốt 500k bao ship, anh Đỗ Văn Hùng ấy không thể bao ship được anh ơi. Đó. Nhớ em chỉ ví dụ như hôm nãy là chỉ có một đơn mắt ngủ còn kích được chứ cần gì kia, đúng rồi chị, đúng rồi anh Đỗ Văn Hùng nhớ 550k em chịu đơn 550k em bán không có ship ấy. Đấy hơi Đỗ Văn Hùng chốt cho em 550k bao ship ủng hộ nông dân thêm 50.000 nữa, lại ủng hộ con bé nói nhiều, quyết đi anh Hùng nhớ. Đâu bây giờ em tìm bút để em lên đơn anh Hùng nào, tiếp tục để em chia sẻ thân khác nữa anh Hùng nhớ. 550k em chịu ship cho anh, còn không thì anh chịu ship cho em.
500. Thôi đi mua nợ thì con bé thôi. Ôi, năm ngoái chị bị mà chị bị bùng nợ một đơn bao nhiêu nhỉ? Chị bán hàng 3 năm, năm ngoái chị bùng một đơn bán trả góp không em? Ok, có hàng bán trả góp tới khi nào thì công không đủ an toàn đấy chị. À thế à? Ừ, thôi cái này phải làm đảm bảo. Chị ghét nhất là rút ruột công trình ấy. Đau đầu lắm. Đó, anh Đỗ Văn Hùng ok nhá, anh Đỗ Văn Hùng nhá. Em hạ bút lên đơn cho anh Đỗ Văn Hùng này. Kiểu gì thường thường là khách bom hàng nhưng bây giờ là em bom khách này. Như kiểu là ép khách mua cho mình ấy. Anh Đỗ Văn Hùng ok nhá. Anh Hùng kìa. Ai định anh Hùng đấy, anh Hùng chốt chốt cho em đồng ý cho em với. Hoàng Trọng Khương bảo hồi chị với Hoa Trinh Nữ ơi, Hoa Trinh Nữ. Hoa Trinh Nữ xinh gái ơi. Hoa Trinh Nữ bảo anh Hùng chốt cho chị đi để chị lên đơn. Em chưa kịp thắt dây an toàn thì bị chụp ảnh luôn. À thế à? Thế thì em bảo em vừa mới leo lên sao đã kịp thắt dây an toàn được. Họ chưa quy chụp. Tranh thủ quá. Anh Hùng đâu rồi? Anh Hùng ơi, nhanh cho em chốt đơn nhá. Anh Hùng nhá, anh Đỗ Văn Hùng nhá. Em nợ lâu chứ chưa có bao giờ xù đâu. Đúng rồi, thực ra là thỉnh thoảng mới có người xù chứ đâu có ai xù đâu. Anh Đỗ Văn Hùng đâu rồi? Quyết vậy nhanh Đỗ Văn Hùng ơi, em ghi rồi nè. Đỗ Văn Hùng. Anh ấy đâu mất giấy em, các em bảo anh Đỗ Văn Hùng với chị đi. Một ghi em còn chưa bùng mà. Ờ, thực ra là anh Đỗ Văn Hùng chấm chấm chấm, 3 chấm. Anh ơi, chứng tỏ anh không còn đó, quyết định như vậy nhanh nhá. Đấy, có ai bán hàng thiết tha nhưng em chị đã bán rẻ chứ lại cần bảo mọi người mua chứ. Xong lại cần chịu thiệt về mình đấy chứ. Nhìn chung mọi người sẽ không bao giờ mua được siêu tầm với cái giá như thế này đâu. Thực ra em bán live phải bán muộn như này, bán sớm mà mọi người mà nhìn thấy à. Mọi người còn mắng cho ấy. Tôi bán rẻ quá. Anh Đỗ Văn Hùng ok nhá, cho em xin số điện thoại nhá. Anh Đỗ Văn Hùng nhá. Đúng rồi, Đỗ Văn Hùng ơi, chốt đi đấy, Hoa Trinh Nữ em đang bảo kìa. Ui, đẹp chưa này anh Tuấn ơi. Đây là ý tưởng của anh Tuấn đây. Các mình phải lấy ít kế về làm này. Ok anh Linh nhá. Để nhớ trận cho anh con đẹp nhất có thể. Hay là anh lấy hẳn con cả mét đi anh Linh à. Em thề anh về chơi phê tít. Anh Đỗ Văn Hùng ơi, quyết như vậy nha, anh Đỗ Văn Hùng nha, để em chuyển đơn nha. Đến giờ phút này là quyết tất các kiểu lại. Nói nhiều làm cho mọi người không ngủ được, em cũng ngại lắm chứ bộ. Em viết là số 50 là viết số 0 đằng sau hay viết số 5 đằng trước là tùy anh Hùng này. Đó. Anh Hùng còn đó, đây. Viết số 0 đằng sau hoặc viết số 5 đằng trước là do anh Hùng nha. Anh Hùng cho em xin số điện thoại cho để em chuyển đơn nha. Em chào anh Bảo Trần, anh Bảo Trần. Thêm con gầm an sinh. Tại con lợn kia nó làm em chết lây ấy. Đang đứng trên giàn giáo nó đi vướng dây an toàn của em. Thế là nó tháo ra. À thế à? Bây giờ lợn mà người ta còn đang. Anh Bảo Trần. Anh Bảo Trần hôm nọ hỏi em thân dài ấy. Nhưng mà tại vì em thuộc thành phần cũng hay nghĩ ngãn. Cơ bản em cũng bận quá chưa kịp trả lời. Xong lại quên ý. Anh Bảo Trần ơi, ví dụ hôm nay chẳng hạn thì anh có sưu tầm thân dài về ngắm hoa luôn không anh Bảo Trần? Giá thì cực kỳ yêu thương chứ. Đó, ví dụ như thế này chẳng hạn anh Bảo Trần. Đó, ví dụ như là thân đây anh nhìn thân này dài tốt luôn này, dài cả mét luôn này. Đó, thân này chưa được 1 mét, thân này được khoảng 80cm. Anh Bảo Trần ok, em gửi cho anh Bảo Trần một thân để anh Bảo Trần kiểm hoa này. Thân nào? Ví dụ thân dài nhất này đi. Trên 80 anh ạ, khoảng 85cm, gần 90cm đấy anh Bảo Trần này. Đó. Quyết định đơn nó chốt cho anh Hùng nếu chưa thấy anh Hùng trả lời đó. Đây anh ơi, anh Bảo Trần này. Đây ví dụ em tách anh một thân này chẳng hạn nha, một cái thân mà dài tới gần 90cm này anh này. Đó, phê tít luôn về kiểm hoa luôn anh nhá. Kiểm hoa nhân một giống một giò to đình luôn. Đó, anh Bảo Trần còn đó, ức chế quá em nghỉ làm luôn, thứ hai kiếm việc khác. Không lẽ đất xài lại không có việc cho tiểu thư phố núi như em làm sao? Ui, sao Tết nhất nghỉ đi kiếm việc buổi Tết hả? Nhưng mà hơi ngại á. Thôi chịu khó nhìn đi một tí em làm nên ổn định chứ lại mất công mất mấy ngày đi kiếm việc. Để em tách cái thân này ra cho coi anh Bảo Trần coi nhá. Đó. Anh Bảo Trần còn đó mà.
chị bây giờ chị tách đây. Thực ra hôm nay quyết định là tách ra để cho mọi người mỗi người sưu tầm một thân để mọi người ấy mà. Thực ra như cái này chẳng hạn này, bây giờ mà chị chỉ cần để chị gặp gốc và phát triển lên kia ấy, thì chỉ cần vài tháng nữa thôi nó có một lũ kia rồi, cũng một thân như này mấy chục kia, bán đơn giản mà. Các em thân 20-30cm là được rồi. Ok em nhá, 23cm có nhá em nhá. Anh Bảo Trần con đó, anh Bảo Trần. Hôm trước anh Bảo Trần hỏi mà em đang phân vân mà em chưa trả lời được. Bây giờ trả lời không thể trả lời lại em à. À, đất Sài Thành kiếm việc gần Tết lương mới cao. Chị chả biết nữa, nhưng mà chị khiếp. Chị ở nhà giúp ít mẹ quen rồi, làm thả ra ngoài vẫn kinh. Bọn em đi lăn lộn nhiều cũng kinh nghiệm mới đỡ rồi. Nhưng bọn chị giờ bảo cho ra ngoài đi kiếm việc nó khiếp à. Ở nhà thôi. Đây, ví dụ như đây nha mọi người nhá. Đây ạ, ví dụ như đây ạ. Đó, mọi người nhìn nhá. Đó, dài miên man luôn này. Đang thắt ngọn này. Đang thắt ngọn này. Đó, đổ lá này. Cái này về mọi người chả cần phải ghép luôn cũng được. Mùa này mùa thay ra thẻ mỏ. Đang mầm gốc cũng đang sưng như mọi người nhá. Đấy, cây này thì phê tít luôn này. Đó, dài gần 90cm rồi. Đấy ạ, bạn này gần 90cm rồi, quá là yêu thương cho cả nhà. Đấy, bạn này có ai muốn sưu tầm bạn này không ạ? Giá thì cũng cực kỳ là yêu thương cho cả nhà sưu tầm luôn. Đấy ạ, bạn này đấy nha mọi người nhá. Bạn này dài tới 80cm rồi này mà, trên 80cm rồi, gần 90cm rồi. Đợi lại cho chắc. Bạn này cho mọi người mua về không cần phải nghĩ. Đúng rồi ạ, khoảng 85cm nhá. 85cm cho bạn này ạ. Đây ạ, bạn này ạ. Bạn này em đọc giá giật mình nhá, cả nhà sưu tầm luôn, 85cm này. Ai chốt bạn này ạ? Cả gần cả mét, phi điệp ám cổ văn gia. Cần gì vài tháng thân dài em cứ cắt ngọn vứt đi, chịu khó hy sinh một tí, tăng cường thêm phân bón lá và đa vi lượng. Vào vài hôm thân lá nó lại căng đét, thậm chí tiêm mạnh tay nó cứ nứt cả thân. Đúng rồi. Đấy, thực ra là có những cách ươm ki, rất nhiều cách ươm ki nhá. Có người thì người ta sẽ hy sinh một tí đầu ngọn này, cắt đi này. Đấy, có những người ươm ki tại giò ấy, tại thân ấy, thì chỉ cần khía một tí ở dưới gốc đây. Đó, khía một tí dưới gốc, tức là không khía đứt hẳn đâu, mà tức là mình chỉ khía một tí hoặc là mình bẻ hơi gập ấy, hoặc là mình để cho cây tự gập ấy. Đó thì là gần như cái chỗ này lên ki tự nhiên trên thân, gần như là 100%. Không được 100%, 90%. Đồng thời mầm gốc thì vẫn cứ lên, vẫn có dinh dưỡng để lên mầm gốc và vẫn có dinh dưỡng để nuôi ki. Đó. Đấy là những cách ươm ki tự nhiên trên thân là rất chi là hay. Như em chỉ thích cách tự nhiên trên thân thôi, chứ em ngại kích mà cũng ngại lắm. Đó, nếu mà có để giò làm ki thì em chỉ để em gặp như thế thôi. Và lên ki tua tủa như này chẳng hạn. Đó, lúc đó ki tự nhiên thân bây giờ nó khỏe hơn rất nhiều so với những ki mà mình phải kích rồi là mình ấy. Nên là mọi người yên tâm nhé. Đây ạ, bạn này quay sưu tầm đúng không ạ? Bạn này em sưu tầm mới giá là 850k. Ai chốt lại chấm chốt 850k vào số điện thoại. Úi xùi dài tuốt luốt luôn mọi người này. Đó, gần 90cm rồi. Dài miên man cho cả nhà sưu tầm nhé. Hôm nay quyết định ngồi đêm cả nhà luôn cho bạn này đây ạ. Đó. Rồi. Thôi em được rồi, em chia sẻ với giá 800 thôi. Giá cực kỳ yêu thương mà mềm rẻ cho cả nhà sưu tầm 800k nhé. Ai chưa lại chăm chốt 800k vào số điện thoại ạ. 800k vào số điện thoại. Ơ, anh Đỗ Văn Hùng còn đó không nhỉ? Anh Đỗ Văn Hùng hay anh Đỗ Văn Hùng lấy hẳn thân dài đi. Em toàn chơi vậy á, cắt ngọn đi để dồn sức nuôi thân. Đúng rồi. Nhiều cách mà, nhiều cách để mình có thể. Thực ra cái phi điểm này đôi lúc mọi người như chị chẳng hạn, như nhiều lúc như ngày xưa chẳng hạn, có những đơn hàng mọi người mà mình gửi không may nó bị gãy ý, thôi mọi người không nhận ý. Mình về thực ra là có thể là có những cái kiểu gửi cà giò cơ, nó bị gập thân về đây. Đó, nhưng mà về thực ra cái phi điểm này nó cực kỳ hy sinh một tí cái gì đó thì lại lên cái khác. Tức là như kiểu là ví dụ là không may nó bị gập thân ý, thì nó lại lên mầm gốc khỏe. Đấy, đồng thời nó không đi được ngọn tiếp nữa, lên mầm gốc khỏe. Đó. Bạn này 800k có chốt không ạ? 800k có chốt bạn này không ạ? Dạ, 800k bạn này có chốt không ạ?
cách tự nhiên lại dễ. Hàng Phú Thọ hay hàng Hòa Bình, xổ số em toàn làm vậy. Đúng rồi, thất ngoạn đi rồi bè gặp thân vứt đấy, quên đi vài hôm là được. Đúng rồi, chúng ta không nên xuất ruột với những loại này. Chị cứ khô lại. Đây bạn này gai chưa không ạ? Bạn 800k này gai chưa không ạ? Không ai cho bạn 800k thì em bỏ qua nhá. Bây giờ em chia sẻ những bạn nhỏ nhỏ cho cả nhà sưu tầm nhá. Đó em ấy, mọi người cứ thắc mắc là hàng chuẩn hay không, em chia sẻ những thân to với giá như giá kỳ để cho cả nhà sưu tầm. Mọi người kiểm bông thì mọi người cứ phân vân. Đôi lúc nó lại như thế đấy mọi người ạ. Em thì dễ mà, nhận hàng gãy dập không quan trọng, quan trọng là người bán thế nào thôi. Ờ đúng rồi, thực ra là đôi lúc thì không may, không phải là do người ta chủ định hay làm sao hết ấy, mà nó không may ấy. Đó, thì thành ra là mình đôi lúc cũng thông cảm ấy, thực ra cây cối 800k em bỏ qua thôi. Ờ ok Hoa Trinh nữ nhá, thực ra 800k là quá rẻ luôn, chẳng qua là 800k nghe nó nhiều tiền thôi chứ nó không phải đắt mà nó rẻ. Đấy, nghe thì nó phải to tiền hơn so với những cái 400, 500 thôi. Tiếp tục, em đợi kỳ bé vậy, ok Hoa Trinh nữ nhá. Thế còn nếu như mọi người bỏ ra 800k thì kìa lợi luôn. Tự nhiên về có một cành hoa dài, cứ có thể ngắm, xong rồi mọi người có nhân giống thoải mái luôn. Cái cây như thế mà gốc nó lên thì cực kỳ khỏe rồi. Cả nhà đi ngủ nhá mọi người, đi với em cho nó khỏi buồn nhá. Đó. Đây là bạn này nhé mọi người nhé, bạn này ạ, bạn này dài khoảng 38cm. Em chưa kiếm được việc, được làm mới chứ có việc làm, em chốt ngay. Ok em nhá, không thì mai cứ làm việc chỗ cũ đi, giờ đi kiếm việc ngại phết. Đây ạ, bạn này nhé, bạn này dài 38cm ạ, bạn này em chia sẻ với giá là 450k. Ai chốt được là chăm chốt 450 vào số điện thoại ạ. Chốt 450k vào số điện thoại ạ. Chốt 450k vào số điện thoại. Đây ạ. Ờ đúng rồi, thực ra là không hề đắt. Đúng không? Mà mình đam mê mình thích thì mình sưu tầm ấy, thực ra là biết để kiếm được cái nguồn giống chuẩn ấy. Để mình sưu tầm cũng là cả vấn đề rồi. Nhưng hôm trước chẳng hạn em thấy có người đang bán hàng ám cổ văn giang gì mà nhìn phát là biết luôn không phải ấy. Đó. Bạn này nhá. Mai chủ nhật em ngủ cả ngày, nay cứ thâu đêm đi chị. Ok em nhá. Ok ok. Đây bạn này em chia sẻ với giá là 450k, ai chốt để lại chấm chốt 450k vào số điện thoại. May quá có Hoa Trinh nữ nói chuyện với chị. Không có mọi người chỉ cứ mọi người không chịu nói chuyện làm chị muốn chết đi được. Đây ạ, 450k cho bạn này ạ. Ai chốt? À không làm chỗ cũ nó lương thấp lắm mà. Ờ ok thế vậy cũng được. Đây ạ. Bạn này em chia sẻ với giá là 450k bằng giá kỳ luôn đấy mọi người, bằng một giá kỳ luôn. Ai chốt để lại chấm chốt 450k vào số điện thoại. Chốt 450k vào số điện thoại ạ. Chốt 450k vào số điện thoại cho bạn này. Ai chốt lại chân chốt 450 vào số điện thoại cho bạn này nhé. Chốt 450k vào số điện thoại cho bạn này. Đây ạ. Ai chốt bạn này không ạ? 450k vào số điện thoại cho bạn này. Quá là yêu thương cho cả nhà sưu tầm. Chỗ em làm người có 300k kể cũng rẻ nhỉ. Thực sự là 300k bây giờ là cả vấn đề. Vất vả. Nhưng thực ra so với quê chị thì lên cao hơn. Chị đang làm với phải là 250, 230 thôi. Lúc nào cao điểm được 280. Thế thôi. Ê, cả nhà qua nãy ở đó để chốt cho em không ạ? Đó, bạn đó chia sẻ với giá là 450k nhé. Ai chốt lại chấm chốt 450 vào số điện thoại ạ. Chốt 450k vào số điện thoại. Hôm nay quyết định ngồi, kể cả không ai chốt em cũng cứ ngồi. Đây, chốt 450k vào số điện thoại nhá. Ý, anh Đỗ Văn Hùng có đang chấm kìa. Ê, Đỗ Văn Hùng em đồng ý bán cho anh bao ship để xem nó qua đơn không? Anh cho em xin địa chỉ đấy ạ. Chết thế, em cứ tưởng anh đi ngủ rồi chứ. Em tưởng anh dẫn anh đi ngủ rồi. Anh Đỗ Văn Hùng nhá, nói thật mọi người cứ quan trọng phi điệp Di Linh Xuân của Lâm Đồng sẽ cho hoa đúng Tết, điều đó là sai.
Nhiều có cái đấy thì chị công nhận với em, tại vì thực ra là những bạn chị cố tình mua về để chơi hoa Tết nhưng có đổ lầu đó, tùy thời tiết nó nắng là thứ còn nên lên sớm hơn đi. Anh Đỗ Văn Hùng, anh Đỗ Văn Hùng cho em xin địa chỉ nhé, anh Đỗ Văn Hùng nha. Thật là một ngày buồn. Phi điệp cũng là quan trọng. Em chào anh Sái Ca. Anh Sái Ca ngủ muộn thế. Anh Sái Ca, anh Sái Ca, anh Sái Ca, anh Sái Ca mua hẳn một giò to đi. Căn bản là người chơi có chịu khó theo dõi và chờ đợi hay không thôi. Nhiều yếu tố đúng không em? Ok anh ạ. Anh cho em xin địa chỉ ngay nhá. Bỏ em thế. Đấy, Hùng cho em xin địa chỉ nhá. Anh sẽ ca rồi. Rồi anh Hùng cho em xin địa chỉ để em lên đơn nhá. Thích nhất là việc cầm bút và lên đơn. Đấy, từ nãy giờ không lên đơn phát là bút đi một nơi, người đi một nẻo luôn. À, đơn của anh Đỗ Hùng còn đây. Anh Đỗ Hùng cho em xin địa chỉ nhá. Hôm nay anh ngủ muộn thế, anh ơi, mấy con trâu của nhà mình chơi rất khoái nhỉ, nhìn rất là đẹp luôn. Em nghĩ lại rồi mà. Anh không cho em xin địa chỉ để em ghi nhá. Bây giờ quyết định thêm số 0 còn sau 50 chứ không phải là thêm số 5 đằng trước nữa. Chỉ có ở Di Linh là mới cho đúng Tết, còn về tất cả các vùng khác đều cho hoa lịch mùa. À đấy là bạn Di Linh Lâm Đồng đấy, hoa chính nữa tìm hiểu rất kỹ đấy. Thực ra như kể cả cái cây bông bông bạc gì anh lên có nha, chu tước này, chu tước thực ra ở bên trong mới đẹp chứ ra ngoài Bắc nở chị tôi không thấy đẹp mấy đâu, cái bè chu tước ấy còn nhiều yếu tố để cho một bông hoa đẹp lắm. À lại năm ngoái nhé, năm ngoái chị nhìn chung là cái hàng tím ấy, năm ngoái một giò tím chị cắt ra. Giò gì mà bảo lấy cả giò với em. Anh ăn của con Giang. Ví dụ vùng miền Bắc như chị thì mùa hoa kết thúc muộn hơn trong em. Đúng rồi, như ở trong đấy thì bảo dọn dẹp bên ngoài chị thì nó muộn hơn. Nếu con có mùa đông lạnh nữa. Một cái giò hoa tím tím ngắt tím ngơ lưỡi gần như lưỡi bẻ luôn. Thế là em chia sẻ em tách đúng hoa trên tay em tách ra em đi chia sẻ cho mọi người. Thế lên Hà Giang thì bông nở đẹp ơi là đẹp. Và trong Nam tự nhiên anh gửi ra khuôn bông thì y chang, tự nhiên bông chả còn gì là tím nữa. Tím thường không phải là tím theo kiểu tím tím bẹt ấy. Đấy, như ra là cái bông bạc thì thấy đôi lúc nó cái sự ổn định của nó không cao mấy. Nó còn do nhiều yếu tố lắm, một bông đẹp thực ra như thế là kể cả bông lâm thồn thế nhá. Cái bông mà giò giống mình mua đẹp đến thế, lúc mà nở hoa nhìn cũng thấy vừa vừa. Trong em cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 mới có hoa, năm mới có hoa. Đấy, nó còn do nhiều yếu tố đúng không? Nhiều hoa sinh nữ nhỉ? Anh Hồ em nghĩ lại đây cho em xin địa chỉ đi ạ. Chuyện đó nghĩ lại với cái xuôi đi chứ. Bận chung đánh răng lê à? Rồi, ok anh Hùng nhá. Mùa hoa không kết thúc vào tháng 4 ở thời tiết càng lạnh. Như điều trước này như chị bán phi đực Hòa Bình ấy, mọi người cứ bảo là em bán phi đực đực cho anh là mãi chả thấy nó ra hoa gì, nuôi 3 năm vẫn cứ lớn vậy. Giờ thì đi vi vu là ngọn thì hoa thân lá thì quá là đẹp luôn, nhưng mà hoa chờ mãi không thấy. Cái thắc mắc anh bảo hay là hoa phi đực đực. Nhiều cái hay phết chơi hoa hay mà. Đây là đơn của anh Đỗ Văn Hùng này. Tiếp tục nè. Em chào anh Chiến Hà nhé. Đây là tiếp tục em chia sẻ bạn ăn của bán ra này ạ. Bạn này ạ. Bạn này em chia sẻ với giá là 450k. Ai chắc để lại chăm chốt 450 vào số điện thoại. Chốt 450k vào số điện thoại. Dài 38 cm rồi nhé mọi người nhé. Chốt 450k vào số điện thoại. Đó. Bạn hàng tiếp theo em chia sẻ với giá là 450k. Ai chắc để lại chăm chốt 450 vào số điện thoại. Trong em mùa lạnh mà nhiệt độ ban của anh hàng Lâm Đồng nó đang sổ bông bói.
Sở lút vào mùa này hả anh xoay ca? Hay ghê. Đấy ạ. Dưới 16 độ thì khó mà có hoa được. Đúng rồi. Thực ra chị thích điệp điệp nuôi cho miền Nam thích mà. Đằng sau có hoa kia là bẹt à? Là bẹt à? Hoa nào anh? Em chả có hoa nào đây mà. Thân lá càng khủng thì hoa càng ok. Ờ, rồi ok. Ờ, đang sổ bông rất đẹp thế à anh? Cái nào anh cho em ngắm với nhỉ? Đó. Anh Chiến Hào có sưu tầm bông ấm của con da không ạ? Hôm nay em chia sẻ hẳn thân to cho cả nhà sưu tầm luôn nhé. Anh Chiến Hào có sưu tầm không? Anh Chiến Hào có sưu tầm một bông ấm của con da ạ? Đi xoay đầu chết. Ok anh trái cây nhá. À có bẹt không em á cơ? Em không anh ạ, chỉ có mấy giò châu như ấy, châu như mới lẫn mặt bông, bẹt toàn bông đẹp thôi nhưng mà nó không. Em không nhớ cái bông nào ở cái giò nào hết, vì cái hồi trước là đúng rồi. Giờ này mà sổ hoa bói thì qua Tết vẫn còn sổ được, đúng rồi. Không nhớ cái nào là cái nào để chia sẻ nhá, vì nó lẫn ý. Phải chờ. Chờ năm nay kiểm lại. Đấy, thì nãy giờ mọi người để em ngồi mình, để em ngắp lên ngắp xuống à. Rồi anh Chiến Hào có sưu tầm một thân không ạ? À? Đây ạ, bạn này chỉ chia sẻ với giá là 450k. Ai chắc lại chăm chốt 450 vào số điện thoại. Chốt 450k vào số điện thoại nha mọi người nhé. Chốt 450k vào số điện thoại. Đấy ạ. Chốt 450k vào số điện thoại nha mọi người nhé. Đấy ạ, bạn ấy chỉ chia sẻ với giá là 450k thôi ạ. Anh ơi, đây là những giò có mặt hoa anh Chiến Hà. Đây là mặt bông ấm của Bán Gia nha anh nhá. Đây là mặt bông ấm của Bán Gia có hoa rồi anh ạ. Đây ví dụ anh siêu tầm một cái thân xám 80cm này về thì các bạn anh kiểm bông luôn là tức này anh Chiến Hà này. Em mới chơi nhưng theo em thì hoa muốn đẹp to thì cây mẹ phải đủ lực và dinh dưỡng. Cách chăm sóc phân cho nước tưới của mỗi người. Đúng rồi nữa. Chính xác, cây mà lực thì cũng như thế mà. Cũng như kiểu là con người muốn sinh thì cần phải nhủ nhiều yếu tố chứ không phải tự dưng mà sinh được. Đây anh Chiến Hà ơi, ví dụ như cây này chẳng hạn nhé. Anh sưu tầm hẳn một cây to như thế này chẳng hạn này. Cây to 85cm này chẳng hạn này. Cây to 85cm chẳng hạn nhé. Thì anh về anh kiểm bông chắc chắn luôn cho em này. Bông ấm của Bán Gia đây nhé. Đó, bạn em chỉ chia sẻ với giá là 800k thôi. Bông ấm của Bán Gia đây. Đúng rồi, đang chia sẻ bông có mặt hoa nhé, đây ạ. Đó, dòng ấn cổ Bán Gia nhé mọi người nhé, hàng có mặt hoa nhé. Đó, bạn này em chỉ chia sẻ với giá là 800k. Mọi người về kiểm được bông luôn, ai chốt lại chăm chốt 800 một số điện thoại ạ. Chốt 800k một số điện thoại, thực ra là mọi người sưu tầm hàng thân thì mọi người cực kỳ là lợi luôn ý. Lợi lắm luôn ý. Chốt 800k vào số điện thoại. Ờ, chị có nhưng nó không rõ mấy, nó chỉ hơi hơi thôi. À, ngày trước thì nó rõ, nhưng bây giờ kiểu nó già rồi nó có cái nếp nhăn này. À, nên là nhìn nó không được rõ mấy. Đấy, nhưng ngày trước là hơi hơi cười, phát là nó rõ luôn này. Nhưng bây giờ nó có cái đường nhăn này rồi, nên nó không được rõ nữa.
Đó. Có tuổi tác rồi nên thế đấy. Cái chốt cho em cái thân đó mà. Một thân 800, một thân 450k, chốt để lại trong chốt 800 một số điện thoại, chốt 5 tăng 400 một số điện thoại, 450k một số điện thoại như cả nhà nhé. Đó, hai bạn đó. Đây ạ. Đây cái bạn 800 giật tút lút này. Đó, gần 90cm rồi. 900k một số điện thoại này. Cái này mà lúc nó còn lá thì bây giờ nó không rõ mấy nữa. Ngày xưa nó mới rõ nhiều, hồi còn trẻ nó mới rõ nhiều. Đó, bạn đó em chia sẻ với giá là 800k nhé, ai chốt lại chăm chốt 800 một số điện thoại ạ. Còn bạn này ạ, bạn em chia sẻ với giá là 450k. Ai chốt lại chăm chốt 450k một số điện thoại, dài 40cm rồi. Đó, 38cm hay chốt 450k một số điện thoại này. Tình hình này chị em mình làm chuyện nói chuyện gì bây giờ nhỉ? Có 12 chị em mình ngồi nói chuyện này. Các bác xem hàng thực ra rất là rẻ rồi, nhưng các bác cũng cứ phân vân đi. Hoa Trinh nữ bán thì cực kỳ là yêu thương nhỉ, Hoa Trinh nữ nhỉ. Ý là có tí tuổi rồi nên không xinh như thời con gái gì. Đâu mà thật là tuổi nhiều, nhưng mà là tí mà nhiều tuổi rồi. Em biết chị bao nhiêu tuổi rồi không? Có số phết rồi đấy. Số to phết rồi đấy. Em đoán chị bao nhiêu tuổi? Anh trai xoáy ca, tình hình hôm nay bán hàng ế quá. Hai ước gì thân 80cm về tay mình nhỉ? Mùa đông được kiểm chứng. Ok. Buôn bán buôn cũng khổ lắm chị ơi. Thì có ai bảo sướng đâu, thực ra mọi người cứ bảo là giàu là sướng nhưng không sướng tí nào đâu. Bán đắt thì kêu sao đắt thế, bán rẻ thì mọi người sao nó rẻ thế, hay là hàng không phải hàng thật. Thì tâm lý chung mà em, đôi lúc mình muốn chiên một chút đi, mình bán theo kiểu bán không lợi nhuận gì hết, bán rẻ thì bảo là chắc hàng lừa ấy, nó là như thế thật. Nhưng mà thực ra ví dụ cái hàng này chị tự tin chị bán là vì thực ra là số 6 đi 8 là cùng chứ gì. Số đi tao là của em không hiểu ấy, Thu là chung ơi. Nó là như vậy em ạ, thực ra đôi lúc là như thế. Đó. Anh Thu là chung có chốt cho em một thân không ạ? Cười ha, tí tuổi đây đang được tuổi to như con trâu rồi đấy. Không rõ luôn. Đấy ạ. Bạn đó, bạn nói chia sẻ với giá là 800k nhá. Với một bạn chia sẻ với giá là 400k. Chả biết anh cười gì luôn như thế, cười em cũng vui á. Đó, ai chốt lại trong chốt 800, chốt 450k và số điện thoại như cả nhà nhá. Đó, chuyển sang. Bây giờ chẳng có ai để mà đấu giá cơ. Tình hình hôm nay là ngồi chơi không được em ạ. Uầy, à ý em bảo là sinh năm 86 gì? Không phải đâu. Cùng lắm sinh năm 86 là cùng á, không phải mà. Đâu khiếp, ăn uống vậy. Chết, lại mất ngủ rồi. Bằng đấy tuổi mất ngủ chết đi được. Úi, anh Hùng vẫn còn chưa ngủ luôn á hả? Em tưởng anh Hùng đi ngủ rồi. Em ngại cho ấy, bây giờ cho một người chốt, mình cứ cho không cũng thế nào ấy. Đó. Nên thôi cứ chờ mọi người vậy. Ok. Hoa Trinh nữ có thích sưu tầm mà chị gửi cho, thực ra chị không ngại đâu. Thực ra cái chuyện mà có thể là
cô thích là được mà, chứ chị không ngại cái chuyện đấy nhá, vô tư luôn. Ê ta, ôi rồi không, không đến mức đấy, chưa đến. Trời đất ơi, suốt ngày nó khen chị xinh với lại chị trẻ mà đoán chị bằng đấy tuổi bao giờ? 30 nhờ. Thôi chị đừng có xong để chị cắt cái thân ấy cho em, tại thực ra thân ấy khỏe chị bán tiếc mà. Đó, chị bán cho em để về em sưu tầm nhá, sưu tầm kiểm hoa đồng thời sẽ được một giò luôn đấy. Chịu ạ. Không có ai tương tác cũng vui mà em. Nhờ, để chị gửi. Không sao đâu, nhờ, nếu mà thích thì chị gửi cho. Không, chị thực ra không, vấn đề là em thích thì chị gửi thôi, cái em bảo ok chị gửi cho em là chị gửi thôi, không ngại đâu nhá. Đó đấy, chờ mỗi Huỳnh cho địa chỉ mát mấy cái năm bảo lúc đầu tiên lại bán thì bao ship, không đồng ý bao ship xong rồi sau nghĩ lại bao ship đấy, bảo bây giờ tặng kia này. Không, riêng vụ này là không bị anh Hùng dụ nữa, quyết định như thế đi. Nếu anh ok thì em bao ship cho anh tới, tại vì thân váy nó quá đẹp rồi đó. Và nếu không thì thôi em đành chưa cơ hội giao lưu với anh vậy, không có sao, được có anh tương tác ủng hộ là cũng vui mà. Rồi cô bảo cái thanh này lên đây nè. Đây ạ, kia này ạ. Kia này, nhiều khi tới hẹn à, cái tìm được chị đâu rồi, đây ạ, kia này nhá. Em chào 15 người đang xem nhá. Kia này cũng đang lên màu gốc mọi người này. Nhìn này mọi người này. Ok em nhá. Rồi để mai chị gửi cho đây này. Đó, màu gốc cũng đang nhú rồi nhá. Nhìn chung phải nói là cái giống này khỏe thật. Bạn này lại chia sẻ giá nửa đêm 200k. Ai chắc lại trong chốt 200 số điện thoại này. 250k là bán hẳn 200 này. Bằng tuổi rồi. Em Hùng Quốc ơi, bằng tuổi anh hả? Vậy sao mà nhìn lại giá gấp đôi lên đúng không anh? Đây là bạn này ạ. Bạn này em chia sẻ với giá là vậy, bạn em chia sẻ với giá là 200k. Ai chốt lại chốt 200 một số điện thoại. Chốt 200k một số điện thoại. Chốt 200k một số điện thoại. Cái này thì quá là rẻ luôn mà. Hoa Trinh cứ chốt luôn không thì chị gửi luôn dồn đơn này, 1 triệu cho tròn tiền này. Quá là rẻ và đẹp luôn. Không chết chị gửi cho em Kim 150 tí nhỉ. À. Hôm nay bán rẻ như này mọi người vẫn phân vân. Thì thắng không hết lên thôi. Đó. Thằng anh ghi đó đi em, anh Hùng em bán rẻ rồi á, bao ship cho anh là ok rồi á. Hay là đổi nhỉ, tùy em, sao cũng được hết. Đây bạn 200 này nha. Đây ạ, ai chắc khi này 200 thì lại cho số điện thoại 200k vào số điện thoại ạ, bạn này. Trời ơi, bán rất rẻ giật mình luôn. Đó, 200k vào số điện thoại, ai chắc không nhỉ. Ai cho xin số điện thoại để em lên đơn nào. Rẻ để được cầm bút. 200k vào số điện thoại cho bạn đó ạ. Rồi ok em nhá, sao cũng được hết. Em thích gì cũng được. Em chào anh Phong Trần nhá. Rồi ok, hai chị nữ nhá, đơn nào cũng được hết nhá. Đúng rồi, cái này vẫn hoa được. Cái này hoa tốt luôn chứ, vì ra cái này quá khỏe. Ok, nhâm hai trinh nữ nhỉ? Em chào anh Hà Con. Hà Con đâu?
Rồi, ok, hai chị nữa. Thì bây giờ bán gì bây giờ nhỉ? Đây. Cái này. Ok em nhá. Chị gửi cho em kia 200 đấy nhá. Cái này em chia sẻ với giá cũng cực kỳ yêu thương, 150k. Ai chắc để em chốt 150 một số điện thoại. Giá toàn có giá rẻ rẻ bình bình thôi. 150k cho kia em của bán ra. Ai chắc để em chốt 150 một số điện thoại. Chốt 150k một số điện thoại. Đây. Siêu yêu, siêu đẹp, siêu rẻ luôn. 150k một số điện thoại cho bạn này. Có chứ, mai chị sẽ bao ship cho em, mà chị sẽ gửi cho em, tặng cho em một cái gì đấy nhá, tại vì chưa biết là có cái gì để tặng. Hôm trước là bưu điện hỏi để lâu quá, làm cả hai chị em ngóng sắp chết rồi. Đây ạ. Mùi gì kinh thế. Bạn này ạ, bạn này 150k vai chứ ạ, kia em của Văn Giang này. Kia em cực kỳ là khỏe luôn, cho cả nhà siêu tầm nhá. Đây ạ. 150k, ai chắc lại chăm chốt 150k. Hôm nay bưu điện phải đi vòng véo hết cả tuần mới đến em nhỉ. Làm gì mà hai đơn về cùng một ngày khác, có một đơn Hà Nội có đâu chị không phát, thêm tải đôi lúc họ cũng lắm việc quá. 100 gộp đơn, anh chốt chắc chắn thì anh phải cho em xin địa chỉ và số điện thoại chứ không là bây giờ đơn kia em cho giam xả luôn á. Đó, ok em nhá, rồi sao cũng là chị em với nhau, đúng rồi. Thực ra là hôm đấy mà kể cả cho cây quay đầu thì chị cũng báo cáo với bưu điện rồi ấy, thì cơ bản bưu điện người ta lại phải chịu trách nhiệm vì người ta đi nhầm hàng cho mình. Anh Hùng ok không ạ? Được rồi, nếu em chị em nó xin một lần này nữa thì coi như là quà tặng anh Hùng ok cho em xin điện thoại nhá, em sẽ gửi cho anh Hùng 2 kỳ với giá 600k bao ship nhá. Đó. Là vâng, ok anh Hùng nhá, đây ạ. Đây ạ, vậy ok anh Hùng nhá. 600k bao ship thì chung là quá rẻ. Đấy, bây giờ mới thấy anh Hùng cho xin rồi. Anh Hùng nhớ là chắc chắn lấy hàng cho em nhá. 0986899566. Ôi sao nhìn số điện thoại quen đấy nhỉ? Rồi ok anh Hùng nhé, anh Hùng nhắn cho em xin địa chỉ luôn nhé anh Hùng nhá. Rồi hai đơn của anh Hùng đây nhá. Chị em hiểu nhau là được mà, đúng rồi, Hoa Trinh cũng cảm ơn em nhá. Rồi xong bạn này, xong cho anh Hùng này, xong cho Hoa Trinh nữ này. Dạ cái đó phải để tùy xem thái độ ngày mai qua một đêm ngủ thế nào đấy anh ạ. Nhưng mà chắc chắn là ví dụ em qua tặng không phải là hàng này đúng không anh? Tại vì thực ra là hai cái, anh có hai cái rồi thì chắc là người khác. Nhờ. Đây là bạn này ạ. Bạn này em chia sẻ với giá là 450k. Ai chắc là chăm chốt. Mời bà xem đáng là gì đấy em. Đúng rồi, cơ bản là thực ra là cũng không phải là do lỗi chị, mà thực ra là bưu điện họ làm nhầm ấy. Thì thực ra là ví dụ hãy là hôm nay mà em không trả lại đơn ấy, thì bưu điện bưu tá biên tá bên đó phải đền lại cho chị cái đơn đó. Thì thực ra mình cũng ngại ấy. Như kiểu đôi lúc bưu điện mình đền tiền mình cũng không muốn. Chẩn luôn nhé em nhỉ. Giàu thì cũng giàu rồi, nghèo anh nhỉ. Thực ra nhá, em nói mọi người không tin, thực ra ngày xưa chị chẳng hạn nhá, thực ra chị không thể ra giàu cực thật luôn, chứ không xong là có một thời gian đi có một thời gian giàu phết, xong có một thời gian không có một đồng nào trong người, nghèo kinh khủng, nỗi là phải đi thậm chí là phải bê cả mẹt rau ra ngoài hè bàn này. À, rồi là bán bánh rán buổi sáng này, ơi gì đủ thứ, đáp lại là lăn lộn nhiều phết. Dạ vâng, ok anh Hùng nhờ. Đấy ạ, bạn này 450k có ai chốt không ạ? 450k cho bạn này ạ. Ai chốt lại trong chốt 450k vào số điện thoại đó. Đấy bạn này ạ. Rồi không ai chốt bạn này em bỏ qua bạn này nhé. Không ai chốt em bỏ qua bạn này. Tiếp tục. Bán gì cho hot bây giờ ta? Đúng rồi em ơi, thực ra là đôi lúc như thế, chẳng hạn như trong giới làm cả cánh bọn chị chơi nhau thế, nên thực ra là dụ mình có đến cây chẳng hạn ấy, đôi lúc như thế là mình mua một cái hàng ba thì là khó, đồng thời là có thể là mình phải bỏ tiền ra một số tiền nhiều chẳng hạn ấy. Nhưng mà khi anh em chơi với nhau rồi thì khi vẫn tặng nhau đấy, nó là như thế đấy em ạ. Đôi lúc cuộc sống nó đôi lúc như vậy, như kiểu dân Việt Nam mình ấy, có thể là đánh nhau chia gạo như vậy, trả nhau ăn cơm, bây giờ chia gạo phải đúng, tôi một bò
chị một bò là phải chuẩn, chứ không có chuyện là một bò hai bò là tăng nhau là không được. Như sẵn sàng mời nhau một bữa cơm, đúng không? Kiểu là vậy. Cuộc sống mà. Đó. Tiếp tục gì beta? Thực ra bây giờ nhé, quanh em bây giờ chỉ có áo mắt giam và áo mắt giam. Đó, bây giờ mà cách hết một giò này chia sẻ liệu mọi người có ok không nhỉ? Bây giờ chỉ còn có 6 người xem, có tách hết, có trả siêu kém hết cho mọi người. Đây. Cả triệu đồng em còn tặng không tiếc thì tiếc gì bây giờ chị nhỉ? Đúng rồi, đôi lúc là cuộc sống là thế mà em. Đây là bạn này nhá, bây giờ tách cả một giò này chia sẻ nhá. Mà mấy giờ rồi nhỉ? Bây giờ này là em oải đấy, bảo thức cả đêm đấy, giờ này em oải. Ví dụ nhiều người chốt hàng cơ thì không oải, ít người phải chết đi được. Hay em đi ngủ nhá. Hai chị nữa hay chị đi ngủ nhá. Mai về quên dỗ nữa. Chứ ngồi từ nãy giờ đâu có chốt đâu. Đó. Mai sao có hai chị nữa nói chuyện không có chắc đi ngủ lâu lắm thì. Ơ. Ôi người Hà Nội này. Ok, Hùng Nhi để em lên đây luôn. Quen đấy nhỉ? Em có cảm giác quen quen, số điện thoại quen quen nhé. Nhưng em chưa nhớ hay là người quen hãy trêu em ấy. Xã Vĩnh Quỳnh nghe cũng quen nhé. Ờ đúng rồi em ạ, về thì thực ra là bưu điện bố ấy, nhưng thực ra là vất vả cho cả đôi bên, cả ba bên, cho chị này, cho cả bên bưu điện luôn. Em cũng đang phân vân này, em nhìn số điện thoại cũng thấy quen quen, nhưng địa chỉ cũng thấy quen quen nhé. Hay là anh biết em ấy, xong là anh ẩn đi đấy, thật ra anh không có màn hình để cho anh chơi em đây. Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì ấy này, Thanh Trì là nơi mà, Thanh Trì là chỗ mà anh chị em ở đây. Xã Vĩnh Quỳnh cũng quen nhé. Thanh Trì ở cái ở Bắc Đỗ Văn Hùng chốt rồi em ơi. Thanh Trì là có phải cái chỗ mà có trung tâm thương mại đúng không anh? Trung tâm thương mại Thanh Trì chỗ có chợ Tứ Hiệp đúng không anh? Nếu anh nhìn thấy quen là tại vì ngày xưa em hay lang thang bán hàng nấm ở vỉa hè ấy. Anh ở chỗ ok em, anh ở chỗ chợ Tứ Hiệp với lại chỗ trung tâm thương mại Thanh Trì ấy ạ? Đấy. Ngày xưa em ở đấy suốt mấy tháng liền ấy, mấy tháng hè. Buổi chiều hay lang thang ra bán hàng ở ngoài vỉa hè xong bị công an đuổi chạy tết lè rồi. đúng rồi anh. Vậy có khi anh biết em thật đi. À thế à, đấy, vậy chứng tỏ là bây giờ các chị có cái gì mà không chăm được cái gửi hết cho Hoa Trinh Nữ Phục Hồi. Thì ở đấy chắc anh nhìn thấy em, nếu mà em, tại vì em hay, thực ra có thời gian vào đấy làm hay lang thang ở đường lắm luôn đấy. Toàn khi có cô nào mà cô bán nấm ấy, là em. Rồi ok anh Hùng nhá. Hoa Trinh Nữ siêu phết. Chính xác. Thực ra đôi lúc như thế mà. Những cái đơn hàng bom về thực ra những cái đơn hàng bom về chị hay để cũng nó cũng có lớn được kiểu khác. Như chị hay bảo em ấy, chị thiệt cái nào là được cái kia ấy. Chẩn rồi anh chị lại trêu em. Em phải trêu anh, anh biết là cửa hàng nhà bạn ở đâu. Anh Trường Phạm ơi, em ở Yên Khánh Ninh Bình nha anh Trường Phạm nhá. Em ở Ninh Bình ạ. Ok nhá, ok Hoa Trinh Nữ nha, cắt ngọn luôn để cho lên một gốc à. Cũng là một cách.
Khi mai mai chỉ có một thân mập, một thân lộc bắc còn dài nó lên kia trên thân rồi, nhưng mà có thân còn nhiều quá, chắc mai chị xuống á. Em không phải ở Nho Quan, em ở Yên Khánh anh Hùng ạ. Em ở Yên Khánh cơ. Em ở Nam Thanh Vân, em thấy số điện thoại quen, địa chỉ cũng quen, em chưa hình dung ra. Đấy. Có khi mai chị cắt thân, tại vì nó dài lắm này, mà ngọn nó vẫn đang đi, mà bốc lên nhưng ở trước lên nhiều kia cái thân quá mình chích. Anh Trường Phạm em ở ngay Khánh Nhạc anh nhớ, ngay ở ngã tư Khánh Nhạc ấy ạ, chỗ trường sư phạm cũ ấy ạ. Ờ đúng rồi, hàng bom hay hàng. Chính xác là như thế, ngày trước có một em. Anh em mai em gửi nhanh nhá. À, sáng mai gửi bưu điện trên huyện. Sáng mai anh ạ. Sáng mai anh nhá. Nếu mà sáng mai chưa kịp thì là sáng ngày kia. Ngắp ngắn ngắp dài. Giờ không biết bám gì luôn á. Để ngồi chơi không à. Thôi khi em đi ngủ được khỏi quấy quả cho cả nhà đi ngủ. Có ai chốt một phát cả bốn thân này cho em ạ. Ngày kia em mới có nhà. Ok anh nhá. Vâng ạ, thì sáng ngày kia em gửi thì là chiều hoặc là sáng hôm sau nhỉ. Anh Tuấn Nguyễn Anh có rất nhiều cây ngon bổ rẻ nhá. Chào Hoa Vào Sống, Hoa Vào Sống chưa ngủ à. Anh Tuấn Nguyễn Anh có chưa tầm ám cổ bán ra không ạ? Hôm nay em chia sẻ giá cực kỳ là rẻ luôn cho anh ấy. Có thì tách hết rồi ấy hả? Hoa Trinh các bạn, nó có cây tự nhiên trên thân nó ra rễ, chị cắt hết rồi. Chị tách hết ra rồi. Đó. Chị tách hết ra rồi. Nhưng mà nó dài quá. Nói xuyên mấy lần nhau. Tha vào súng ngủ muộn thế. Thực sự là hôm nay bán rẻ như Lan là bán đêm, bán rẻ ơi là rẻ luôn ý. À, hai chị nhỉ. Lại bán vào đêm muộn nữa. Vài hôm kia mới lên thì thân mẹ vẫn còn đủ sức để nuôi kia mới. Ở nó có đang sưng nhá, xong nó lên rễ nhá. Khi rễ lên rồi mình chưa thấy tỏi kia lên. Nhiều lắm. Một cái cây văn ra, à một cái cây lộc bắc mấy mét đấy mà để kia không biết lên bao nhiêu kia cho vừa. À, hoa cứ ra. À cuối tuần ngủ muộn này em. Tưởng mỗi mình chị hôm nay ngồi cuối quả mọi người bên đêm. Ờ thì cách kia rồi. Vậy thôi lại không cắt nữa, cứ để vậy. Dài lắm luôn ấy. Em ngáp suốt đấy, tại anh không chốt, tại mọi người không chốt hàng, ví dụ là mình chốt hàng, mọi người chốt hàng nhiều cơ thì nó mới không buồn ngủ. Thì nó không ngáp, thì chốt thức cả đêm được. Rồi hẳn là cứ chốt liên liệ như mấy cô bán quần áo chốt khoảng mấy nghìn đơn ấy thì chắc chắn là ngồi được. Ờ, bôi rồi mà em. Tách kia bôi rồi mà. Tách xong bôi luôn mà. Đó, anh Hùng anh chịu khó chấm tương tác cho em. Ở Lộc Bắc này, chị khoái nhất là cái điểm đấy. Ngọn thì cứ đi, kỳ thì cứ lên, hoa thì cứ nở. Đấy. Nhìn cũng thích. Ngọn thì cứ việc phi, đấy là việc của ngọn. Kỳ thì cứ lên, đấy là việc của kỳ. Hoa thì cứ nở là việc của nở. Ui, ê, xoái ca chưa ngủ, em buồn ngủ rồi. Tại em đây không ai chốt hàng, em buồn ngủ ấy. Kiểu, em cứ phân vân, tại mọi người cứ phân vân là bảo là mua kỳ thì bao giờ có hoa. Thế em chia sẻ thân cho mọi người để mọi người sưu tầm ấy. Thân mà em bán giá cực là rẻ luôn ấy. Nhưng mọi người vẫn phân vân, thực ra là mọi người có thấy con số nó hơi to to, mọi người nghĩ là nó nhiều tiền nhưng ra không hề nhiều.
gọi là số to hơn kia thôi. Ờ, thân mẹ dài chăm sóc bất mà nó dài thôi. Nhìn chung nó được cao gấp đôi chị à. Đứng như chung chị đứng lên lấy rồi. Thực ra chị thì hầu như chị ít phân thuốc lắm. Cách chăm của chị đơn giản lắm. Hai em đi ngủ nhá. Chắc em đi ngủ thật thì không chịu uống nữa rồi. Bây giờ phải chốt đơn liền liền thì mai ra mới tỉnh ngủ quá. Quyết định đi ngủ như cả nhà nhá. Ờ, chị cũng đi ngủ đây. Mọi người sợ là không đúng văn giang. Thực ra thì mọi người cứ yên tâm nhé. Em chẳng biết nói cách nào cho mọi người bốn thân kia là dòng gì chị ơi. Lại dụng rồi. Thật mà, hay là anh chốt cho em cả một giò đi. Về kiểm hoa xong là mọi người có phải xoay ca xem có phải con bé này bắn chuẩn đi không. Anh xoay ca kiểm hoa anh, xoay ca báo cho mọi người không anh xoay ca. Phốt luôn. Đấy. Bốn thân đấy là ám của văn giang nhá, hoa vào súng nhá. Ờ, ok em. Ờ, thân dài thì cắt ngọn đi. Ờ, bốn thân đấy là hoa vào súng. Hoa vào súng có sưu tầm không? Thôi, cả bốn thân này luôn. Bỏ đi nữa mắt. Đây. Bỏ đi nữa mắt. Chị đang tính đây, hôm qua chị đang định một cắt đi để chia sẻ ít mắt ngủ đây. Đây, bốn thân này là ám của văn giang thì hoa vào súng. Về được một giò sinh luôn, các mầm gốc bắt đầu đang hưng sưng sưng rồi. Đây ạ. À, tưởng thân dài lục bắc, em thích sưu tầm lục bắc không? Mà chị cho em cảm thân dài. Nó lên hai mầm gốc rồi, thân thì khoảng 3 mét rồi. À, nhưng mà thân đấy giờ cũng gửi chả rồi được. Thế lại quận tròn chắc gãy quá. Ê, hôm nay em không chia sẻ lá mít với anh Trường Phạm nhá. Hôm nay em chẳng mang một cái cây lá mít nào xuống dưới đây hết á. Nếu mà anh lấy lá mít thì thắt ngọn anh vẫn kích hoa đầu ngọn được mà. Dạ vâng. Em thấy mọi người kích hoa đầu ngọn nhiều mà. Anh sẽ ca. Anh sẽ ca lấy cho em cả một giò nhá. Về kiểm hoa nhá. Rồi kích hoa mà. Ôi Văn Giang nó khỏe lắm. Mọi người mà chưa tầm một giò sang năm không giò khổng luôn. Công nhận nhà hoa vào súng nhỉ. Phải nói là cái dòng Văn Giang nó khỏe thật. Khỏe kinh điển luôn. Anh Trường Phạm đây, Trường Phạm ok thì anh Trường Phạm thì sáng mai em nhắn tin cho nhé. Bây giờ thì em buồn ngủ chắc em chẳng lên chụp ảnh được. Cứ ăn đi nó thức muộn. Rồi, quyết định đi ngủ nha cả nhà nhá. Không ý là mọi ý anh sẽ cai em bảo là kích để kiểm xem có chuẩn hay không ấy. Đôi lúc mọi người cứ phân vân ấy, thì mọi người chỉ cần kích hoa đầu ngọn là biết ngay mà. Đôi lúc nó không được chuẩn lắm thì mình biết chuẩn giống hay không ấy. Đẹp khỏe mà thân lá cũng phê, phải nói là phê đúng không em? Ví dụ mà giò mà nuôi được nhìn mít cũng thua rồi nhỉ, nhìn không khác gì mít luôn. Ví dụ như cái giò khủng mà chị chụp ảnh thì đứng riêng đấy. Trời, thân nó dài đến gần 2 mét luôn. Được tiếp tế một nửa, một ít nước. Rồi, xin phép cả nhà em đi ngủ đi ạ. Để ngọn làm khi rất khỏe. Ở đây là trường hợp bất trường hợp cần thiết đi em để kiểm chứng ấy. Dạ vâng đúng rồi ạ, nhưng mà một phần nào mình biết là giống chuẩn hay không đúng không? Sai ca kích hoa thì đúng là nó không chuẩn lắm thật. Bông hoa kích thì nó thế. Kích chủ yếu với mục đích là mình kiểm hoa thôi. Để xem thế nào ấy. Anh yêu mang thôi chứ còn gì nữa. Chết, cảm giác anh Đỗ Văn Hùng quen, đã là quen, chưa hình dung ra.
quyết định đi ngủ. Thôi em chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Bye bye cả nhà. Em chào cả nhà nhé.